Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn Cơm Khoai nói chuyện quốc tế tối thứ Năm ngày 11 tháng 7 năm 2024. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ dành phần lớn chương trình để nói về thượng đỉnh NATO, khi mà hội nghị này ngày hôm nay đi vào những cái gọi là hoạt động chiều sâu và đã ra những cái tuyên bố chính thức khá là gây sốc. Vâng, thực sự là sốc. Và cái việc sốc này nó cũng rất là hiển nhiên khi mà nó làm cái phản ánh rất là logic khi mà quân đội Ukraine đã không thể chặn được bước tiến của quân Nga trên chiến trường. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đến một vài những cái thông tin quan trọng. Đầu tiên thì hãy đến với khu vực Trung Đông. Khu vực Trung Đông thì ngày hôm qua có một cái chuyện nó khá thú vị quý vị ạ. Đó là việc Ả Rập Xê Út đã bất ngờ ra một cái tuyên bố liên quan tới việc các nước G7 cũng như là Liên minh châu Âu và liên quan đến nước Nga. Trong đó thì Thái tử của Ả Rập đã lên tiếng cảnh báo các nước G7 nếu như có ý định tịch thu tài sản của nước Nga thì Ả Rập Xê Út có khả năng sẽ bán tháo tất cả những cái khoản nợ của Liên minh châu Âu. Và đặc biệt là các cái khoản nợ bởi Bộ Tài chính của nước Pháp. Thực ra thì Ả Rập Xê Út không có mua nhiều nợ của Liên minh châu Âu. Đâu đấy thì 10 mấy 20 tỷ, chúng ta không nắm rõ được con số. Thế nhưng mà cái câu chuyện Ả Rập Xê Út bây giờ là một người chơi chính trị khá là lão luyện và có tham vọng, đúng không ạ? Và một là người chơi có sức hấp dẫn. Đấy. Cho nên nếu như cái quốc gia này mà nó bán tháo trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc, các loại trái phiếu của châu Âu thì nó sẽ làm cái đòn giáng chí mạng, bởi vì bây giờ các nước khác sẽ theo chân cái quốc gia ở khu vực Trung Đông này, một trong những cái người chơi như tôi nói quý vị có ảnh hưởng, đúng không ạ? Để làm theo, và chắc chắn rằng lúc bấy giờ thì châu Âu sẽ khốn. Đặc biệt là Ả Rập Xê Út thì trong khu vực họ vẫn là một cái mình gọi là cái gì? Gọi là giáo chủ. Đúng không ạ? Giáo chủ của toàn bộ những cái khu vực Ả Rập. Đấy, đấy mới là cái điều quan trọng. Ả Rập Xê Út làm gì thì các cái quốc gia như là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Bahrain, là Kuwait là những cái quốc gia cực kỳ nhiều tiền, và đa số tiền của họ mua các cái trái phiếu kho bạc của chính phủ của các nước châu Âu, phương Tây. Mà cái làn sóng đấy mà nó diễn ra vào tại thời điểm này thì có thể nói là cái đinh cuối đóng nắp quan tài, đúng không ạ? Vào cái uy tín của những người ở châu Âu. Vâng, nhưng mà tất nhiên là cái hành động này của Ả Rập Xê Út thì cũng có thể thấy rằng là một thì họ lo cho chính cái đồng tiền của họ thôi. Thế nhưng mà thứ hai nữa thì chúng ta cũng có thể thấy rằng nếu đáng nhẽ ra ấy, thì họ có thể nói một cách kín đáo, đúng không ạ? Bảo là các ông làm như vậy thì thế tiền tôi giữ của các ông thì bây giờ nó sẽ ra làm sao? Thế nhưng họ đã bù lu bù loa với bản dân thiên hạ như vậy thì có nghĩa rằng là họ đang có một cái quan điểm ủng hộ Nga cực kỳ sâu sắc, và họ gây sức ép trực tiếp với các nước G7, đúng không ạ? Mặc dù là Ả Rập Xê Út thì không cầm nhiều tiền của phương Tây. Thứ hai nữa thì chúng ta cũng có thể thấy một điểm rằng Ả Rập Xê Út ấy, thì trước nay đến giờ họ cũng là một cái quốc gia khá bá đạo của cái vùng Ả Rập thôi, nhưng mà vẫn phải đi gọi là lọt khe cánh cửa liên quan tới những cái vấn đề phụ thuộc vào phương Tây. Và những cái hành động như thế này thì cho thấy một điều rằng Ả Rập Xê Út đã quá mệt mỏi với cái sự ống ẹo gọi là của tầng lớp gọi là tinh túy ở phương Tây. Thông tin này thì xác thực bởi vì là tờ báo Bloomberg, tờ chuyên đưa các thông tin liên quan tới tài chính quan trọng, đã xác nhận. Tuy nhiên thì ngoài những cái lý do ủng hộ Nga, chúng ta thấy là bản thân Ả Rập Xê Út giờ cũng không phải là trong một cái tình trạng dễ chịu gì. Thông thường thì bây giờ thì nhà vua Ả Rập Xê Út thì cũng đã già rồi. Ở Ả Rập Xê Út bây giờ nó cũng có những cái vấn đề nội bộ của một cái chế độ quân chủ, đúng không ạ? Trước thời kỳ chuyển giao quyền lực cho gọi là lớp trẻ, giới trẻ hơn. Cái thái độ của Ả Rập Xê Út thì trước đây quốc gia này họ chịu rất nhiều cái tác động, ảnh hưởng chính trị từ phương Tây, đặc biệt là người Anh, người Mỹ và người Pháp. Cho nên là bây giờ họ có những hành động như thế để mang tính chất dằn mặt rằng trong thời kỳ chuyển giao quyền lực sắp tới thì các quốc gia phương Tây đừng có nhăm nhe để mà gây ảnh hưởng với cái quốc gia của họ, vốn là một quốc gia theo cái chế độ gọi là quân chủ. Thứ hai thì chúng ta cũng thấy vai trò của Ả Rập Xê Út trong khu vực và ở trên trường quốc tế càng ngày càng dâng cao, đúng không ạ? Họ ý thức được về điều đó và họ cũng ý thức về những cái mối đe dọa với nền kinh tế khi mà họ phụ thuộc quá nhiều vào cái việc là khai thác dầu để bán. Ả Rập Xê Út trong vòng 50 năm thì phải có khả năng đa dạng hóa được cái nền kinh tế của mình, nếu không chắc chắn là họ sẽ thấy tương lai cực kỳ là mù mịt khi mà 50 năm nữa thì không biết cái ngành gọi là khai thác dầu và năng lượng hóa thạch nó đi về đâu. Bây giờ thì Ả Rập Xê Út đang được coi là trung tâm của khí ga, khí đốt rồi dầu khí của châu Âu. Thế nhưng trong tương lai chắc chắn rằng là cái vai trò của họ sẽ càng ngày càng thấp đi. Cho nên đây là thời điểm Ả Rập Xê Út muốn khẳng định cái vị trí của mình và khẳng định cái sự độc lập của mình khỏi những cái ảnh hưởng chính trị của phương Tây. Liên quan tới việc là họ đại khái là muốn chứng tỏ mình là một cái thế lực ở trong vùng và trên thế giới. Một trong những nỗ lực đó chính là cái việc mà họ đã gia nhập khối BRICS để mà có thể đa dạng hóa cái nền kinh tế của họ. Và một trong những cái tôi nghĩ rằng một nguyên nhân trực tiếp liên quan đến việc này, đấy là việc những ngày vừa qua, nếu quý vị nhớ rằng là hôm qua không biết chúng tôi đã đưa thông tin này chưa, có nghĩa rằng là Houthi thì đã tuyên bố là họ sẽ tấn công vào các sân bay, bến cảng và các kho dầu của Ả Rập Xê Út. Nếu như Ả Rập Xê Út tiếp tục cái chính sách ủng hộ Israel theo sức ép của phương Tây và tiếp tục gọi là để cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình để tấn công vào Houthi, Yemen. Cho nên là Houthi đã đưa ra những cái lời đe dọa như vậy. Và nếu như Houthi mà tấn công vào Ả Rập Xê Út thì nói chung là tình huống của Ả Rập Xê Út cực kỳ là khó coi. Và tất nhiên người ta cũng biết rằng là Ả Rập Xê Út bây giờ thì muốn làm lành với lại Iran và muốn kết thân với Nga, đúng không ạ? Và Houthi thì lại là một trong những cái lá bài mà chúng ta thấy của Iran và đâu đó cũng liên quan tới cả Nga rồi Trung Quốc, là những cái quốc gia mà có thể nói trong vòng 50 năm thì nó quan trọng với Ả Rập Xê Út nhiều so với lại các quốc gia phương Tây. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là cái liên minh phương Tây do Mỹ và châu Âu liên tục nhắm vào Houthi và Yemen trong thời gian gần đây, khiến cho cái quan hệ của Ả Rập Xê Út với Houthi nó gần như quay trở lại cái mức một cái cuộc chiến như là một cuộc chiến tranh quy mô lớn đã diễn ra cách đây chục năm. Đặc biệt là bây giờ thì chúng ta cũng biết rằng chính Ả Rập Xê Út đã lên tiếng phàn nàn về việc là Tổng thống Nga Putin nói rằng có thể sẽ viện trợ vũ khí cho Yemen, đúng không ạ, Houthi. Và như vậy chắc chắn rằng những vũ khí của Nga mà để đó thì chắc chắn rằng nó bắn Ả Rập Xê Út không đỡ được phát nào. Vâng, cho dù thế nào đi chăng nữa thì đây là một trong những hành động có thể nói là khá dằn mặt. Và cho dù thế nào đi chăng nữa thì cái tín hiệu của Ả Rập Xê Út có nghĩa rằng là họ cần Nga với tư cách là một cái đối tác quan trọng, đúng không ạ? Và họ không muốn quay lưng chống lại Nga, quay lưng chống lại những thế lực thân Nga, và họ cần Nga hơn cần phương Tây, đúng không quý vị? Đấy, chúng ta có thể nói, bởi vì nếu mà đây nhá, mỗi cái việc là các ông tịch thu tiền của Nga thì tôi sẽ bán tháo cái trái phiếu của các ông, chứ không phải là các ông thu tiền của tôi. Đấy, thu tiền của Nga mà tôi đã bán rồi thì có nghĩa rằng là tôi đang ủng hộ Nga, đúng không quý vị? Và cái việc này nó rất là logic, bởi vì bản thân nước Nga và Ả Rập Xê Út thì cũng là những cái nạn nhân của các cái chính sách của đại khái là của các cái thế giới gọi là tập đoàn trị của phương Tây mà thôi. Thế nhưng mà cái điều đáng nói là Ả Rập Xê Út đã nói một cách rất là to liên quan đến sự việc này như vậy, thì cho thấy rằng là đối với họ đó là một cái điều nó thực sự là đó khó chấp nhận, đúng không ạ? Một cái thông tin khá thú vị. Bây giờ thì Houthi còn công bố những cái hình ảnh mà họ đã khóa các mục tiêu của 4 bến cảng, 3 sân bay của Ả Rập Xê Út rồi. Đấy, giếng dầu, giếng giếc nữa rồi. Cho nên là đó là một cái hành động mà có thể nói là đối với Ả Rập Xê Út thì sẽ khiến cho họ rất là cóng, đúng không ạ? Liên quan tới khu vực tình hình ở Palestine thì hôm nay người đứng đầu của cái lực lượng Hezbollah ở Liban thì đã buông ra những lời giễu cợt với lại chính phủ Israel. Khi mà chính phủ Israel vẫn tiếp tục tung ra những cái gọi là những cái sự hùng biện nhắm vào việc là họ sẽ tấn công vào Liban và biến cái vùng này trở thành thời kỳ đồ đá và gọi là bẻ gãy hết cái sức chiến đấu của quân Hezbollah. Người đứng đầu đó họ đã nói rằng là các ông quay xuống phía nam mà nhìn, có mỗi một cái vùng Rafah nó bé bằng cái mắt mũi, đấy, nó bé tí tẹo, nó hẹp như vậy mà cuối cùng là đánh mãi cũng chả xong. Thế mà bây giờ đòi tấn công vào phía nam Liban. Vâng, đến thời điểm này thì chúng ta cũng thấy là Israel bây giờ cứ đại khái là nó cứ bị quẩn quanh ở ba cái khu vực bờ Tây, khu vực dải Gaza và khu vực Liban. Đúng không ạ? Cứ luẩn quẩn trong khu vực này và chưa có một cái quyết định gì nó cụ thể cả. Mặc dù thì ý tưởng thì rất nhiều nhưng mà đưa vào thực hiện thì chưa được bao nhiêu. Cho thấy rằng là thực sự họ đang có một cái sự sa lầy trong cái kế hoạch, đúng không ạ? Trong cái đại khái, trong cái ý tưởng để mà có thể giải quyết thoát ra được cái tình huống. Thế nhưng mà trong trường hợp sa lầy như vậy thì chúng ta cũng không biết được. Rất có nhiều khả năng là họ sẽ đưa ra những quyết định vội vã nào đó mà quyết định đó sẽ liên quan đến chuyện đánh nhau. Chứ còn bây giờ Israel rất khó để có thể cứ thế để mọi chuyện nó từ từ nó chìm. Israel thực sự đã trải qua một cái cơn ác mộng về đời sống chính trị, quân sự, xã hội, kinh tế. Thực sự là như vậy. Và rất nhiều người ta đã nói rằng ấy, là Israel sẽ phải mất đến 30-40 năm để khôi phục lại những gì mà đã bị tổn thất sau cái cuộc chiến diễn ra được hơn 7 năm với lại các thế lực mà kháng chiến Hồi giáo. Điều đấy là không ngoa đâu quý vị ạ. Để khôi phục lại nó có nhiều thứ lắm chứ không phải đơn giản là chỉ có xây lại nhà cửa thành quách, đúng không ạ? Mà không biết là trong 30-40 năm đấy liệu có chuyện xảy ra hay không? Đúng ạ, bởi vì là nói với tôi Israel gọi là một cái người đứng trên vai những người khổng lồ, thế nhưng mà cũng không phải là người có thể quyết được mọi thứ. Nói đơn giản là gì? Mặc dù Israel là người đứng trên vai người khổng lồ Mỹ, nhưng mà nếu Mỹ muốn một cuộc chiến xảy ra ở quanh Israel thì nó sẽ phải xảy ra. Israel cũng không cưỡng lại được. Đúng không quý vị? Đấy là một cái mối quan hệ là tương hỗ. Vâng, kể cả cái cuộc xung đột diễn ra vào ngày 7 tháng 10, chúng ta cứ nghĩ kỹ lại đi. Nó đang giải quyết một vấn đề gì cho các bên, đúng không ạ? Rõ ràng nó không giải quyết vấn đề gì cho tất cả các bên cả. Như vậy thì rõ ràng nó là một cái kế hoạch, một thương vụ, nó rõ 10-10 đúng không quý vị? Và bây giờ chúng ta sẽ ghé qua khu vực châu Âu với những cái thông tin bên lề một chút. Thủ tướng mới của nước Anh, ông Keir Starmer. Mọi người mà cũng xứng đáng nhận những cái sự bình luận của chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì ông ấy dù gì, ông ấy là một cái thủ tướng, nhà lãnh đạo mới của một cái quốc gia trong lực lượng ngũ nhãn. Đấy, có nghĩa là 5 nước nói tiếng Anh đấy. Vâng, trong mặt của ông thì và chúng ta cũng có thể thấy, vâng thôi, mà thôi mình chúng ta cũng không trở thành những người nhân tướng học nữa, đúng không ạ? Mặc dù nhìn mặt những nhà lãnh đạo châu Âu thì nó rất kích thích cái tố chất nhân tướng học của chúng ta. Thủ tướng mới của nước Anh Keir Starmer và tuyên bố sẽ giải phóng 40 tù nhân khỏi các nhà tù của nước Anh. Và đây là quyết định ban đầu của ông. Nhiều người nói rằng ông là một người có gọi là cứu nhân độ thế. Đấy. Khi mà ông đưa ra một cái quyết định có thể nói rằng là rất cứng cựa khi giải phóng những cái kẻ tội phạm. Và cái số lượng 40.000 người này thì đã là một con số chiếm tới gần 60% những kẻ tội phạm đang ngồi trong các nhà ngục của nước Anh. Thế nhưng theo cái ấn phẩm thời báo thì họ cho biết rằng quyết định của Starmer rất có khả năng đó là một hành động bất đắc dĩ liên quan tới cái tình trạng các nhà tù ở quốc gia xứ sở sương mù này đã quá chật chội, quá tải, quá đông đúc. Cho nên ông không còn bất kỳ một cái biện pháp nào khác. Và thực ra đây là một trong những cái điều mà chúng ta thấy nó không phải là chuyện đùa đâu quý vị nhé. Nói là hài thôi nhưng nó không đùa, đúng không ạ? Bởi vì tại sao? Cái thời của những đảng cầm quyền là đảng bảo thủ ấy, thì người ta hay nói rằng ở nước Nga là một cái nước vi phạm nhân quyền, tự do ngôn luận. Ở nước Nga thì một năm người ta bắt đâu đấy được có 300 người thôi liên quan đến cái việc đấy. Và người ta không chỉ giam giữ tạm bợ thôi. Thế còn ở nước Anh ấy, thì người ta đâu đấy bỏ tù một năm tới gấp 10 lần ở nước Nga. Tầm đấy tôi không nhớ được con số chính xác. Nhưng mà con số nó lên tới nhiều nghìn. Và chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua nước Anh đã trở thành một cái nước như vậy. Nhiều người không tin, đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi đoán rằng là những cái con số nó khiến cho nhà tù của Anh chật chội cũng bởi vì là những người đó là những người có cái quan điểm phản đối cuộc chiến, phản đối chính phủ, rồi ủng hộ Palestine, đúng không ạ? Rồi ủng hộ Putin, cho nên là đã vào tù và bây giờ tù nó chật quá lại phải đuổi bớt đi. Ngoài ra thì chúng ta có thể đi tới cái đoạn sau này để chúng thấy là nước Anh trong thời gian vừa qua cái tỷ lệ tội phạm nó cũng đã tăng bởi vì đời sống kinh tế xã hội nó chưa bao giờ nó tồi tệ như thế dưới 14 năm cầm quyền của đảng bảo thủ. Vâng, điều đó nó rất có khả năng dẫn tới cái việc nhà tù của nước Anh nó đã đông người, đúng không ạ? Nó đã tấp nập phồn hoa đô thị trong tù. Còn ở nước Pháp thì chúng ta biết rằng là bây giờ người ta đang tìm cách để mà giải phóng, giải tán những người nhập cư. Còn ở nước Anh thì người ta đang giải tán những người tù nhân. Còn trong khi đó thì bà Bộ trưởng Tài chính của nước Anh, Rachel Reeves, đã tuyên bố với tờ... bà tuyên bố trực tiếp luôn. Bà nói rằng nền kinh tế của nước Anh đang trong tình trạng tồi tệ nhất kể từ khi chiến tranh thế giới lần thứ hai. Và tôi lướt qua, tôi tưởng là dưới thời của đảng bảo thủ thôi, nhưng mà không ngờ bà ấy nói luôn là từ chiến tranh thế giới lần thứ hai, quý vị ạ. Đấy, Bộ trưởng Bộ Tài chính của nước Anh đấy. Theo đánh giá của bà thì quốc gia của bà đang phải đối mặt với lại cái di sản khủng khiếp, hỗn loạn và mất trật tự cũng như là vô trách nhiệm về vấn đề kinh tế dưới thời cai trị của đảng bảo thủ. Và tôi cảm giác nghe quen quen, đúng không ạ? Nếu mà bây giờ bà lên bà tiếp nhận vị trí Bộ trưởng Tài chính nước Mỹ thì chắc chắn là bà sẽ có lời tuyên bố y như vậy, bởi vì là nợ của nước Mỹ đã lên tới 35.000 tỷ dưới thời của ông Joe Biden. Thế nhưng rất tiếc là Bộ trưởng Tài chính của Mỹ thì là một người trong những người mà đã tạo ra cú nợ như vậy. Và bà ấy là người Do Thái, và bà ấy cũng đã tồn tại ở vị trí đấy rất lâu rồi. Và bà ấy được dựng lên để làm cái điều đó, đúng không ạ? Còn bà này thì đây là lý do cho thấy là bà không phải là người như vậy. Và bà Reeves đã nói rằng bà đã chỉ thị cho các quan chức của Bộ Tài chính để tiến hành các cuộc phân tích sâu sắc liên quan đến di sản tài chính của các đời Tổng thống ông Sunak, bà Liz Truss rồi đến ông Boris Johnson. Và các dữ liệu này sẽ được công bố vào cuối tháng 7 này. Trong bài phát biểu của bà thì bà Ri cho biết rằng là chính phủ mới của nước Anh sẽ có ý định để làm việc với các doanh nghiệp mà không cần thiết phải nâng cao lãi suất ngân hàng, rồi các cái liên quan tới các chính sách bảo hiểm, rồi các chính sách thuế khóa thu nhập và thuế VAT. Và cộng với lại bà đưa ra một loạt những cái khuyến khích khác, đề xuất khác liên quan đến khuyến khích kinh tế, phát triển kinh tế. Điều này thì tôi có thể nói thẳng là bà nói thẳng vào mặt những cái người thủ tướng và những người bộ trưởng tài chính trước đây. Có nghĩa rằng là họ chỉ chăm tìm mọi cách để mà lấy tiền của dân viện trợ cho Ukraine thôi, chứ chả chịu làm ăn gì cả, đúng không ạ? Đến đời của bà bây giờ thì bà đang phải dọn một cái đống rác của các cái đời trước để lại. Cái điều này thì nó nói rất là chuẩn, đúng không quý vị? Chúng ta cứ để ý mà xem. Ở nước Anh những năm vừa qua có ai bàn về chuyện làm ăn sinh kế đâu. Nó toàn bàn chuyện làm sao để mà biến Putin trở thành một cái nhân vật đại khái là tai tiếng, đúng không ạ? Tàn độc thôi, chứ chả làm ăn gì. Liên minh châu Âu bây giờ cũng vậy. Và ở Mỹ thì cũng dứa, đúng quý vị? Ngành công nghiệp rồi là các thứ thì giải tán hết rồi. Và chỉ toàn chuyện là sản xuất vũ khí để viện trợ cho Ukraine thôi. Thế nhưng mà nước Anh thì nó đen ở chỗ là gì? Là nước Anh thì làm giống nước Mỹ. Nhưng mà nước Anh lại không có cái công cụ để in đô la như nước Mỹ, mà họ chỉ được in được đồng bảng Anh thôi. Mà in đồng bảng Anh thì nói thật ra bây giờ và tóm lại là đã có những cái việc đổ lỗi rồi. Và điều này cho thấy tình hình kinh tế của nước Anh thực sự là tệ, quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Tôi nghe rất nhiều quý vị ở trên kênh đã comment về những cái tình hình mà khi họ có con cháu hoặc là người thân hoặc là chính họ sống ở nước Anh. Chúng ta sẽ kết thúc phần tin ở châu Âu với lại thông tin bổ sung thêm về việc đảng AfD, đảng đối lập của nước Đức, theo tư tưởng cánh hữu đã thống nhất với lại một loạt các cái đảng khác để thành lập một liên minh ở Nghị viện châu Âu. Trong đó thì họ gọi đây là một đảng, gọi liên minh đảng với tên gọi là châu Âu của các quốc gia độc lập tự chủ. Theo đó, thì tờ báo Đức đưa tin là đảng này sẽ gồm 28 đại biểu đến từ 9 quốc gia và một nửa số này thì đến từ chính đảng AfD. Còn nhớ thì những ngày trước chúng ta cũng đã biết rằng là đã có một cái siêu đảng của cánh hữu của ông Viktor Orbán, đúng không ạ? Kết hợp với lại Cộng hòa Séc, cái đảng của trong nước Séc và ở Áo, để thành lập nên một cái đảng những người yêu nước của châu Âu. Đấy, và bây giờ chúng ta thấy rằng là cái đảng đó nó đã chiếm tới 84% ghế ở Nghị viện châu Âu. Thì còn bây giờ cái đảng này thì cũng đã ra mắt. Và nghe đâu đấy thì cái đảng này là cái đảng mà nó ủng hộ và ủng hộ cái việc là kết thúc cái sự đối đầu của Liên minh châu Âu với lại nước Nga và kết thúc cuộc chiến. Như vậy thì song song với các cuộc bầu cử nghị viện, các cuộc bầu cử ở nghị viện của các nước châu Âu thì chúng ta thấy sự trỗi dậy của những cái liên minh cánh hữu cũng đang dần dần gọi là có những cái gọi là thế thượng phong, không phải, thế đang lên, đúng không ạ? Thế thủy triều lên ở châu Âu. Điều này nó nói lên một cái vấn đề là người dân ở xứ sở châu Âu này họ đã quá chán cuộc chiến rồi. Trước khi đến với lại những thứ quan trọng liên quan đến NATO thì chúng ta đến với thông tin liên quan tới tình hình sức khỏe cũng như là này nọ của ông Joe Biden. Khi mà ngày hôm qua thì ông ấy vấp đĩa liên tục ở NATO. Trong đó thì ông đọc cả những cái phần và đại loại như kiểu là đến phần in nghiêng này thì không được đọc mà phải gọi một người khác ở đằng sau ra dấu hiệu XYZ vân vân, thì ông đọc luôn cả luôn. Mà tôi mà là trợ lý của ông Joe Biden ấy, tôi mà thích chơi đẻo ấy thì tôi sẽ ghi vào một cái ngoặc kép là đến cái đoạn này thì đừng có gọi Jens Stoltenberg lên để phát biểu, bởi vì ông đấy chả biết cái gì đâu, gọi cái ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ấy. Đấy, thì để cho ông Joe Biden ông đọc luôn rồi thì quá đẹp, đúng không ạ? Vâng, và như vậy thì những thành viên kỳ cựu trụ cột của Đảng Dân Chủ đã họp trong một cuộc họp kín ngày hôm qua, vâng, tại trụ sở hành dinh của cái đảng này. Và sau đó người ta đã đưa đến một cái tình hình như sau. Là bây giờ thì người ta chia ra làm 3 phe. 1/3 thì muốn ông Joe Biden từ bỏ cuộc đua. 1/3 còn lại thì muốn ông ấy lại tiếp tục cuộc đua. Còn 1/3 còn lại nữa thì chấp nhận sự thật rằng là bây giờ cũng không biết cách nào khác ngoài việc để ông tiếp tục làm ứng cử viên. Nhưng mà 1/3 này thì tin chắc rằng ông ấy thua và họ tin chắc như đinh đóng cột. Và như vậy là nước Mỹ cũng khá hài hước, đúng không ạ? 1/3 cho rằng là ông ấy nên là ứng cử viên nhưng mà nghĩ là ông sẽ thua. Thế nhưng mà vẫn ủng hộ ông ấy là ứng cử viên. Rất hay. Về phần mình thì ông Joe Biden mặc dù chưa biết kết quả kể trên vì ông đang bận họp NATO, và cuộc họp trên thì thậm chí người ta còn tịch thu hết tất cả các loại dữ liệu, đồng hồ rồi điện thoại vân vân để tránh những cái rò rỉ thông tin. Nhưng mà ông vẫn rất lạc quan. Ông nói rằng là chắc chắn tôi sẽ không rời khỏi cuộc đua. Bất chấp là có những cái kẻ này kẻ kia từng đại khái là nói những lời không hay và không đúng mực về sức khỏe và sự minh mẫn của tôi. Và tôi hoàn toàn tự tin để có thể cho Donald Trump đo ván. Và chúng ta chỉ cần trích dẫn một trong những cái thượng hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã nhận xét về đạo đức của ông Joe Biden như thế này. Các người hãy xem, Tổng thống của chúng ta đã có thể thừa nhận những cái thiếu sót của ông ấy. Đó là một cái phước lành cho nước Mỹ. Tôi nghĩ rằng điều đó đã cho thấy ông ấy là một người cực kỳ thành thật. Tôi nghĩ rằng điều đấy nó cho thấy cái chất của ông ấy, cái sự chân thành, cái sự gọi là vâng, đại khái là cái phong độ của con người ông ấy. Và tôi nghĩ rằng điều đó cho thấy ông ấy rất thành thật khi mà liên quan đến những việc xung quanh sự thật. Đấy. Và có lẽ là nếu mà bây giờ ông Joe Biden mà chạy đua vào Nhà Trắng ấy, thì có lẽ khẩu hiệu của ông, tôi không nhớ là nhiệm kỳ trước ông chạy bằng khẩu hiệu gì, nhưng mà lần này khẩu hiệu của ông ấy sẽ là gì? Là cái gì nhỉ? Thành thực, tuy nhiên là hơi lẫn một tí, đúng không ạ? Mở ngoặc đơn. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại NATO đây. Đầu tiên thì tôi sẽ mời quý vị đi đến cái mà chúng ta gọi là cái tuyên bố đấy, đúng không ạ? Bởi vì tuyên bố thì nó đại khái nó mới ra được ra ngô ra khoai là họ định bàn cái gì, họ đã bàn cái gì. Tuyên bố chung của thượng đỉnh NATO như sau. NATO, các quốc thành viên NATO sẽ hiện đại hóa cái tiềm năng hạt nhân của mình và sẽ cải thiện việc hoạch định năng lực hạt nhân trong lĩnh vực này. Các thành viên NATO sẽ ủng hộ Ukraine trong con đường không thể nào quay đầu được liên quan tới việc gia nhập mà gọi là khối NATO. Vâng, một cái con đường không thể quay đầu được, quý vị ạ. Thế mới dã man. NATO sẽ tiếp tục ủng hộ những cải cách ở Ukraine trong lĩnh vực an ninh và dân chủ, những tiến bộ sẽ được đánh giá hàng năm để đảm bảo rằng những tiêu chuẩn và những cải cách này là đúng lộ trình gia nhập NATO. NATO sẽ gửi cho Ukraine một giấy mời để tham gia vào liên minh quân sự khi liên minh đồng ý rằng Kiev đã đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện cần thiết. Vâng, rất giống như là Liên minh châu Âu. NATO sẽ có ý định để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với lại các quốc gia vùng Ấn Độ, Thái Bình Dương. NATO sẽ duy trì một ngân sách quốc phòng cam kết 2% GDP là ít nhất. NATO sẽ nhằm củng cố sự hiện diện của mình ở khu vực Trung Đông, Châu Phi dưới bối cảnh của việc ủng hộ hòa bình trong những khu vực này. NATO tăng cường hệ thống phòng không của mình, tăng cường năng lực phòng thủ trên không, bao gồm việc sử dụng những hệ thống phòng thủ Aegis Ashore, căn cứ đặt tại Ba Lan. Và như vậy thì trong cái tuyên bố này thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy đập vào mắt ấy, nó là một cái tuyên bố cuối cùng. Thế nhưng mà trước đó nó đã có những cái tuyên bố liên quan tới việc là NATO sẽ tiến vào Biển Đen. Đấy, có nghĩa rằng họ đang nhắm vào các quốc gia là Georgia, Armenia, Azerbaijan. Trong đó họ sẽ gây sức ép cho Thổ Nhĩ Kỳ để Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải mở cái hành lang cửa gọi là cái eo biển của mình để cho tàu bè NATO vào Crimea, để có thể nói rằng là hỗ trợ Ukraine và đụng độ trực tiếp với Nga. Rồi sau đó thì thông tin khá hay khi NATO sẽ tiếp tục mở rộng tổ chức của mình tới khu vực Trung Đông và Châu Phi, đúng không ạ? Rồi tiếp tục hợp tác, nói thẳng ra thì cũng mở rộng tới Ấn Độ, Thái Bình Dương. Đấy, như vậy thì tất cả những tin đồn từ xưa đến giờ chúng ta nó đều thành sự thật hết quý vị ạ, đúng không ạ? Vâng, thì đây là một trong những yếu tố đầu tiên. Thì bây giờ chúng ta biết nói thế nào về cái việc này. NATO nó ở Bắc Đại Tây Dương mà. Thì tại sao liên quan gì tới khu vực Trung Đông, Châu Phi, đúng không ạ? Bởi Châu Phi thì nó ở Nam Đại Tây Dương, đấy. Còn Ấn Độ Dương thì nó cũng chả liên quan gì đến Đại Tây Dương cả. Và tất nhiên là Thái Bình Dương thì cũng dứa. Vâng, thì điều này như tôi nói cùng quý vị, đúng không ạ? Tôi cũng chả biết là tại sao họ muốn làm như thế này nữa. Chúng ta chỉ biết một điều rằng là khi thua thì người ta hay làm liều, đúng không ạ? Và thông thường những người chơi cái kiểu này là những người chơi kiểu tay to, có nghĩa là đang ở cái thế bá đạo, đúng không ạ? Chứ còn ở trong cái thế mạt kiếp ấy thì chả ai lại đi chơi dại kiểu này cả. Cho nên là nó càng củng cố cái lý luận của chúng ta rằng là họ đang ở trong thế rất tuyệt vọng. Ngày xưa thì NATO thơm như thế thì còn kêu gọi là các nước gia nhập. Chứ còn bây giờ tôi nói thật quý vị, nếu cuộc chiến nó đảo chiều lại 2 năm, 3 năm trước mà Ukraine đã nhìn thấy cái viễn cảnh như này thì nói thật ra, đúng không ạ, mời gọi vào NATO chắc là Ukraine cũng xanh mắt. Và bây giờ 2,5 năm đã trôi qua rồi, có thể nói rằng là quân đội Nga thì đang đánh nhau quân đội Ukraine, bên nào thua thắng chúng ta đã biết, nhưng mà thực tế là phía Nga có thể nói đang bạo hành, đúng không ạ, đang bạo hành cái nguồn lực, quân lực của NATO. Có nghĩa rằng NATO đã suy yếu hơn rất nhiều, và không chỉ suy yếu mà họ còn suy yếu cả về hình ảnh nữa, đúng không ạ? Thế mà trong cái thế suy như thế này nó không còn là thế thịnh nữa thì họ liên tục đòi đi mở. Và mở như này thì còn trừ mỗi cái việc là mở vào châu Mỹ Latin nữa thôi, là họ mở hết rồi còn đâu nữa. Đến cả khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Thái Bình Dương thì còn đến cả Việt Nam nữa còn đâu. Vâng, kiểu này là bài xấu nhưng mà định chơi tất tay này, đúng không ạ? Và cái này thì tôi cũng thấy nó rất giống như cái tuyên bố của ông Joe Biden khi mà thời điểm năm ngoái, quý vị còn nhớ ấy, là khi thượng đỉnh gì đó thì Joe Biden đã tuyên bố rằng là ông ấy sẽ xây một cái con đường gia vị từ Ấn Độ đến Liên minh châu Âu để mà bóp chết con đường tơ lụa của Trung Quốc. Đúng không quý vị? Và nó sẽ được kích hoạt năm 2024, nhưng mà hỡi ôi, bây giờ nó sắp hết năm đến nơi rồi mà người ta, nếu mà ai nói tới cái dự án này chắc bây giờ đi tù mất. Nghe thì nó rất là hùng hổ, đúng không? Và nó rất giống như kiểu là NATO bây giờ mở rộng đến khu vực châu Phi, Mỹ Latin, Ấn Độ, rồi là Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Biển Đen. Thật là khó tin, đúng không ạ? Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã thấy những cái tổ chức lớn, những cái siêu cường cũng không ai có thể làm nó sụp đổ được, trừ khi nó tự làm sụp nó mà thôi, đúng không ạ? Mình gọi là trời phạt thì còn có thể tránh được, chứ còn tự mình tạo nghiệp thì không có đường mà thoát thân. Trước đây thì chúng tôi đã từng nói với quý vị đừng nghĩ rằng tôi là một người hiếu chiến, đúng không ạ? Tôi là một người, nếu mà nói về vấn đề chiến tranh hòa bình thì tôi cho rằng mình là người tỉnh táo. Thế nhưng mà ấy, trong cái lúc mà NATO còn ở thế thịnh, họ đã muốn kết nạp Thụy Điển, Phần Lan, đúng không ạ? Và khi mà Phần Lan và NATO thì lúc bấy giờ tôi cũng không hiểu nước Nga nữa. Tất nhiên là mình làm sao hiểu được hết mọi thứ của họ. Cuộc chiến xảy ra như này mình còn chẳng hiểu nữa. Thế nhưng mà lúc bấy giờ ấy, thì nước Nga phải ra một cái tín hiệu để mà sẽ không bao giờ có những cái chuyện như thế này nữa. Không ai dám nói về chuyện mở rộng châu NATO nữa. Nếu mà có mở rộng thì mở lên Bắc Cực hay Nam Cực gì đấy, đúng không ạ? Là nếu như họ tuyên bố kết nạp nước nào thì ngay lập tức là sẽ tuyên bố chiến tranh. Không nghĩ nhiều, đúng không ạ? Bởi vì là tổ chức NATO đến bây giờ thì cũng ai cũng biết rằng không phải là một tổ chức phòng thủ mà không phải một tổ chức yêu hòa bình. Đúng quý vị? Không phải là tổ chức gìn giữ hòa bình như là cái tôn chỉ của họ. Và NATO càng mở rộng thì chắc chắn rằng là sẽ tiếp tục có những cuộc xung đột trên biên giới. Bởi vì thực tế thì chúng ta thấy một nước như Trung Quốc, nước Nga chắc chắn họ sẽ không chấp nhận cái việc NATO mở rộng về biên giới của nước mình nữa. Và cái việc mà họ nói rằng họ sẽ mở rộng đến nước này, nước kia thì cũng không khác gì cái việc tuyên bố chiến tranh thôi. Chúng ta thấy rõ ràng là NATO nói rằng là tương lai của Ukraine chỉ chắc chắn là trong NATO. Mà cái đấy thì bất chấp là Nga có thích hay không thì Ukraine vẫn là NATO. Mà tôi nói thẳng luôn là bất chấp Ukraine có thích hay không thì NATO vẫn coi Ukraine là trong tương lai của mình là NATO. Bởi vì cái câu nói đấy nó chính là cái câu nói là tuyên bố chiến tranh. Cho nên là những cái việc mà NATO tuyên bố là sẽ ra gọi là thu nạp nước này, thu nhận nước kia thì nó là những cái tuyên bố gián tiếp liên quan đến chiến tranh. Và nếu mà họ bắt đầu nói bây giờ thì có nghĩa rằng đang chuẩn bị cho điều đó, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng bây giờ họ muốn làm với tất cả phần còn lại của thế giới thì điều đấy có nghĩa rằng là họ rất muốn những cuộc chiến tranh trong tương lai. Chỉ có ngăn chặn bằng cái điều gì? Chỉ có thể ngăn chặn bằng một phát, đúng không ạ? Có nghĩa là không bao giờ phải để cho các quốc gia đấy thấy một điều rằng là gia nhập NATO ở sát các quốc gia, tôi nói đơn giản như ví dụ như Nga, còn mình không biết Trung Quốc nó như nào. Chắc chắn họ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Tất nhiên thì chuyện Phần Lan, Thụy Điển nó là chuyện đã qua, đúng không ạ? Thế nhưng mà giả sử như lúc bấy giờ mà Nga tuyên bố là nếu như Phần Lan gia nhập NATO, bởi vì anh là ở sát biên giới của tôi, anh gia nhập NATO thì anh sẽ mang vũ khí, khí tài, quân đội của NATO đến giáp cửa ngõ, cho nên là tôi không cho phép, đúng không ạ? Thì tôi sẽ tuyên bố chiến tranh. Nếu gia nhập thì có nghĩa là chiến tranh. Còn đánh nhau hay không thì không biết, nhưng mà hai nước sẽ ở trạng thái chiến tranh. Thì chắc chắn là Phần Lan sẽ không dám gia nhập NATO, đúng không ạ? Đấy là cái chắc chắn. Bởi vì gia nhập NATO thì có nghĩa rằng Nga sẽ đánh nhau với NATO. Đánh nhau với NATO thì bản thân tất cả những điều này NATO muốn làm là bởi vì là để họ không phải đánh nhau với Nga. Họ nói rằng Georgia sẽ trở thành thành viên của NATO là bởi vì Georgia sẽ không bao giờ thành viên của NATO, mà sẽ trở thành một đất nước đánh nhau với Nga. Và họ nói rằng là khi nào ông đánh thắng Nga rồi ông sẽ gia nhập NATO. Chứ tôi không có nuốt lời. Giống như là Ukraine thôi. Ukraine sắp đánh thắng Nga rồi. Đấy, ông nhìn mà xem. Đúng không ạ? Chỉ tầm 1.000 năm nữa thôi. Bây giờ Armenia thì người ta đang rất hí hửng về một cái triển viễn cảnh là người ta được gia nhập Liên minh châu Âu và NATO. Người ta đã tập trận với NATO rồi. Không biết tập trận để làm cái gì vào cái thời điểm này nữa. Đúng không ạ? Thì chỉ có thể hiện một điều rằng là tôi sẽ trở thành thành viên của NATO đấy. Đúng không? Ông đi mà đánh chúng tôi. Giống như là Ukraine. Đấy, thế thì tôi nghĩ rằng là ví dụ như chúng ta thấy một điểm rằng tất nhiên là đó là cái suy luận của tôi. Tôi cũng không nghĩ rằng người Nga người ta không nghĩ tới cái việc đó. Nhưng mà rõ ràng đó là một cái điều không dễ gì với một quốc gia. Đúng không ạ? Không dễ gì đến một quốc gia là bây giờ mới toàn thể thế giới để mình nói rằng là mình tuyên chiến với một quốc gia khác vào thời điểm đó. Thế nhưng vào thời điểm bây giờ thì tôi nghĩ rằng câu chuyện nó hoàn toàn khác. Đúng ạ. Câu chuyện vào thời điểm bây giờ thì chắc chắn rằng nước Nga sẽ có một cái sự táo bạo hơn để làm cái việc như vậy. Hoặc là một cái việc gì đó tương tự như vậy. Tôi không nói là chiến tranh hay tuyên bố chiến tranh quý vị nhé. Mà ý tôi nói rằng thuần túy nó là một cái hành động mạnh gì đó để mà khiến cho NATO và quốc gia đấy phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mà đưa ra những cái tuyên bố vô trách nhiệm như vậy. Đúng ạ. Chắc chắn phải có một cái hành động gì đó. Không có hành động gì, không có những cái đối sách cả. Nhưng mà tất nhiên thì chúng ta thấy rằng đây là một cái kế hoạch nó cực kỳ, mình phải nói là nó rất là tinh vi. Đến bây giờ thì chúng ta vẫn thấy rằng kể cả những nhà lãnh đạo tầm cỡ quốc gia nhưng người ta không ý thức được. Đúng ạ, chúng ta nhìn thấy một điểm này, cái chuyện đang xảy ra ở Ukraine. Kể cả là các nhà lãnh đạo Ukraine có muốn rời sang Nga đi bao nhiêu chăng nữa, người ta cũng sẽ không muốn nhìn lại trong quá khứ để nói rằng là chỉ vì cái việc mà mình mong muốn gia nhập NATO mà đất nước của mình bây giờ nó te tua như vậy. Kể cả cái người mà gọi là kém yêu nước nhất thì người ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cái viễn cảnh đó, đúng không ạ? Nhưng mà đến bây giờ tôi cá rằng là rất nhiều người Ukraine và ở Armenia vẫn còn chưa hiểu một điều rằng là NATO sẽ không bao giờ nhận họ vào, nhưng mà liên tục nói rằng họ sẽ vào. Bởi vì cái câu nói đó nó ngang với cái việc là nó mời Nga mở các cuộc chiến tranh nhắm vào các quốc gia đó mà thôi. Tương tự như vậy, NATO đã mở văn phòng Ấn Độ, Nhật Bản, đúng không ạ? Và họ sẽ tiếp tục kêu gọi là họ sẽ cho Nhật và NATO, cho Hàn, đặc biệt là những cái quốc gia mà nó có thể hy sinh được như là Philippines ấy. Thì rất dễ khả năng để là cái nước mà hôm sau trở thành NATO rồi đấy, nhưng mà mãi mãi không bao giờ được vào NATO, mà khả năng chiến tranh xảy ra là rất cao. Và đây thì nó là một cái bài XYZ trong cái chính sách chia để trị mà thôi. Vâng, nhưng mà tôi sẽ vẫn lưu lại một cái ý kiến rằng thực tế mà nói, tại thời điểm này, đúng không ạ, thì NATO đã mất đi cái sự bóng bẩy rồi, mất đi cái gọi là cái hương vị, mất đi khí chất, mất đi khí độ, mất đi khí thế. Đúng không quý vị? Hay nói đúng hơn là NATO bây giờ không còn là NATO như ngày xưa nữa. Kể cả nói về vấn đề đạo đức lẫn vấn đề bá đạo đều không còn được như ngày xưa nữa, bởi vì một tay Nga đang đánh bại NATO ở Ukraine. Vâng, thì chúng tôi sẽ kết thúc với một loạt các cái bài báo nước ngoài để xem là họ nghĩ gì về các vấn đề liên quan tới thượng đỉnh NATO và tình hình thế sự liên quan đến sự kiện này trong 2 ngày thượng đỉnh diễn ra. Và chủ đề chính thì liên quan tới thông điệp của NATO dành cho Trung Quốc và phía Nga. Trong đó thì chúng ta nhớ là ông Jens Stoltenberg, ông đã nói rằng là hội nghị thượng đỉnh NATO lần này là một cái thời gian lý tưởng để mà chúng ta đưa thông điệp cho Trung Quốc, để Trung Quốc nhận được thông điệp của NATO, để họ xác nhận lại quan điểm của họ với lại cuộc chiến ở Ukraine, để chấm dứt những hành động gọi là viện trợ cho Nga. Còn nếu không thì NATO sẽ coi Trung Quốc là kẻ đồng phạm chính trong cái cuộc chiến ở Ukraine. Đấy, có nghĩa là tuyên bố nó có thể nói nó rất là bố đời, đúng không ạ? Tờ New York Times nói rằng là 1 năm trước đây, các nhà lãnh đạo NATO đã rất lưỡng lự để thách thức Trung Quốc, đặc biệt là các quốc gia như Đức, nước mà đã coi Trung Quốc là một trong những thị trường quan trọng nhất cho những cái xe hơi đắt đỏ và những mặt hàng xa xỉ của mình. Thế nhưng năm nay thì chương trình nghị sự chính trong 2 ngày thượng đỉnh NATO, Trung Quốc đã trở thành một trong những cái chủ đề chính, mà chủ đề chính đó là Trung Quốc đã nhận những cái thông điệp cứng rắn đến từ NATO và các đồng minh của mình. Tờ El Mundo của Tây Ban Nha nói rằng NATO muốn thượng đỉnh lần thứ 75 của mình phải được nhớ, lưu giữ lại trong ký ức của các quốc gia như là một cái thông điệp liên quan tới Trung Quốc. Tờ Bưu điện Washington thì nói rằng là liên minh đang tìm cách để mà chứng tỏ là có khả năng chống chọi lại với Donald Trump trong trường hợp Donald Trump có khả năng trở thành tổng thống vào tháng 11 năm nay. Các nhà lãnh đạo NATO thì đang rất là lo lắng và hồ nghi cái sự uy tín và giữ lời hứa của Donald Trump trong quan hệ của ông ta với lại liên minh. Tờ Le Point thì nói rằng đối với các nhà lãnh đạo của liên minh và nước Mỹ và nước Pháp thì thượng đỉnh này đến vào một thời điểm có thể nói là tồi tệ nhất đối với họ. Macron đã đến cuộc họp 1 ngày sau khi ông đã không nói bất kỳ một lời nào. Vâng, ông đã đến muộn 1 ngày so với các nhà lãnh đạo khác và ông ta đã không nói bất cứ một lời nào. Còn Joe Biden thì đang cố gắng chứng tỏ cái sự gọi là dẻo dai, bền bỉ, năng lượng và mạnh khỏe của mình dưới sức ép phải rút khỏi cuộc đua từ chính các thành viên của Đảng Dân Chủ. Về phần mình thì Đại sứ quán Trung Quốc đã cho rằng Trung Quốc đã đề cập tới NATO như là một trong những cái mối đe dọa với hòa bình và an ninh của toàn thế giới. Và Trung Quốc nói rằng là liên minh NATO nên chấm dứt cái việc là đưa ra những lời cáo buộc vô cớ nhắm vào Trung Quốc. Trung Quốc nhấn mạnh rằng mối quan hệ thương mại với nước Nga dựa theo tiêu chuẩn và theo luật pháp quốc tế, cũng như nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Quốc tế. Và sự hợp tác của hai quốc gia thì không phụ thuộc vào bất cứ một cái lời đe dọa chỉ trích của bố con nhà nào. Trung Quốc cũng bác bỏ tất cả những cáo buộc về sự đồng lõa của quốc gia này liên quan đến cuộc xung đột của Ukraine và lưu ý rằng là Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào. Vâng, còn trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO tan giã đám, thì ông Jens Stoltenberg cũng đã từng nói đó là nếu như mà Ukraine thất bại thì có thể đó là một trong những mối đe dọa khủng khiếp nhất đối với lại sự tồn vong của NATO. Còn bà Kaila, bà này là bà Thủ tướng Estonia, đã chạy trượt vào cái chức Tổng thư ký NATO. Vâng, bà cũng đưa ra một vài nhận định đó là cuộc chiến ở Ukraine thì và cái sự phản hồi của chúng ta, phản ứng của chúng ta sẽ thực sự định hình cái quyết tâm của NATO để thể hiện được chúng ta có phải là một tổ chức uy tín hay không trên trường quốc tế. Vâng, và bà nói sau đó chắc là bảo tôi xin lỗi là tôi phải về cho con bú đây. Rồi sau đó thì NATO cũng đã tiến hành gọi là các cuộc chụp ảnh rồi các cuộc tuyên bố để hình thành các ủy ban để mà hình thành các phái bộ làm việc ở Trung Đông, Châu Phi, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, vân vân và vân vân. Và chúng ta hãy cùng lưu giữ lại những ký ức, những khuôn mặt khá tươi cười của các vị lãnh đạo, đặc biệt là ông Olaf Scholz ở vị trí khá mới trung tâm, đúng không ạ? Và ông Mark Rutte ở phía cánh phải khi ông sắp kế nhiệm ông Jens Stoltenberg. Một người mà cơ bản là ông Olaf Scholz thì lúc nào ông cũng cười thôi, kể cả là ông ấy có đi đến chuyện tèn tén ten thì ông cũng cười. Còn Mark Rutte thì kế nghiệm thì đương nhiên là cũng cười rồi, còn lại thì các gương mặt khác khá đăm chiêu. Một năm sau, chúng ta hãy cùng nhìn lại xem là nụ cười còn ở trên gương mặt của những vị lãnh đạo NATO này hay không. Và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong phần giao lưu câu hỏi địa chính trị ngay sau đây. Liệu Ấn Độ có bị phương Tây trừng phạt sau chuyến đi thăm Putin ở Moscow lại còn ôm ấp nữa? Và công nhận là cái danh sách quý vị ạ, tôi nhìn cái danh sách toàn văn của hai ông lãnh đạo ký như thế này. Nó đến khoảng độ 40 điểm chứ không phải 30 điểm quý vị ạ. Có nghĩa rằng tôi định ngồi tôi cùng quý vị trao đổi, thế nhưng nó dài quá, là bởi vì là nó đọc có khi đến cả tiếng đồng hồ rồi luận bàn nữa. Và như vậy thì chúng ta thấy trong tất cả những cái lĩnh vực, chỉ cần biết là hai bên họ sẽ thúc đẩy cái kim ngạch thương mại lên con số hàng trăm tỷ đô trong thời gian tới, thì biết rằng là hai nước có rất nhiều những vấn đề với nhau. Nhưng mà họ đang có những cái tham vọng để vượt qua những vấn đề đó, đúng không ạ? Và nếu họ làm được điều đó, chắc chắn rằng khả năng mà phương Tây có thể cô lập được kinh tế của nước Nga là gần như không thể nữa. Đối với Trung Quốc thì gần như nó là một nền tảng rồi, nhưng nó vẫn còn một cái gì đó, cái tính khả thi trong việc là phương Tây vẫn còn có thể o ép được nước Nga. Còn nếu mà toàn tâm, toàn ý Ấn Độ với Nga với lại khu vực Liên Á-Âu nữa thì không chỉ vấn đề địa lý, địa chính trị mà còn kinh tế của Nga sẽ chắc như bàn thạch, đúng không ạ? Cho nên là rõ ràng cái việc phương Tây rất bức xúc với chuyến đi thăm của ông Modi là chuyện đương nhiên thôi. Thế nhưng tuy nhiên thì mình cũng phải nhìn thấy một cái vấn đề nó như thế này. Nhiều khi là trong cái thế đấy thì mình ít khi mình để ý tới những vấn đề. Nước Nga với Ấn Độ thì không phải không có vấn đề. Và phương Tây thì nó là dạng kèn kèn, đúng không ạ? Ngửi thấy vấn đề như là kèn kèn, ngửi thấy con vật sắp trở thành xác chết. Những vấn đề của Nga với Ấn Độ thì nó khá nhiều. Trong đó cả những vấn đề nhạy cảm quan hệ ba nước với lại Trung Quốc, rồi là Pakistan. Rồi vấn đề là Ấn Độ nợ quá nhiều Nga. Bởi vì là họ không thể thanh toán được bằng đồng đô la cho Nga. Họ cũng không chịu thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Và đồng rupi của Ấn Độ bây giờ Nga cũng chả biết để làm gì cả. Cho nên là 40 tỷ đô rồi. Cái sự chênh lệch về cán cân thương mại nó quá lớn. Và như vậy thì muốn hay không thì nước Nga cũng không thể bán hàng thêm cho Ấn Độ được. Bởi vì là bán xong thì không thu được tiền. Đúng ạ. Bây giờ thì lại cả hàng 30-40 hạng mục như thế này mà toàn là Nga cung cấp cho Ấn Độ thôi. Có nghĩa rằng Nga lại tiếp tục là Ấn Độ lại tiếp tục nợ tiền Nga. Thế thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có những khoảng cách, mình gọi là vấn đề cũng được, nhưng mà khoảng cách những cái tồn tại. Và như vậy Ấn Độ với Nga phải thu xếp cái việc đó và không hề dễ dàng, đúng không ạ? Mặc dù là hệ thống BRICS thì nó sắp ra đời nhưng không hề dễ dàng. Thế còn lại thì phương Tây cũng thấy đó là một trong những cái khe hở, một cái kẽ nứt để mà họ khai thác vào. Rồi Ấn Độ thì là một đất nước dân chủ, và dân chủ ở trên một quốc gia 1,4 tỷ dân không phải đơn giản, quý vị ạ. Dân chủ thì nó rất là hay nếu mà nó diễn ra ở quốc gia như kiểu như là Singapore, đúng không ạ, Hàn Quốc vân vân, thì có nghĩa rằng nó rất dễ quản lý, nhưng 1,4 tỷ nó không hề đơn giản. Và chúng ta cũng đã biết là sớm hay muộn thôi, Ấn Độ cũng sẽ gặp rất nhiều những cái tai ương liên quan tới vấn đề dân chủ. Bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn, từ đầu những năm 2020 thì chúng ta đã thấy những cái mạng lưới truyền thông của Ấn Độ đã hoạt động dưới trướng của phương Tây, đào ngũ sang phương Tây rất nhiều. Và bây giờ ảnh hưởng rất nhiều tới công luận của Ấn Độ. Thế thì chúng ta tưởng tượng xem là nó là 7 năm nữa thì nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Rất khó đấy, không phải đơn giản đâu. Nếu mà nhìn trên đường dài, phải nói thật rằng là Ấn Độ sẽ trở thành một cái nơi sâu xé của phương Tây lẫn phương Đông. Nói là Ấn Độ duy trì con đường này, con đường kia, nhưng mà không phải đơn giản, đúng không ạ? Ví dụ tôi nói đơn giản là Ấn Độ là một cái nước chuyên chế cơ, thì nó khác. Nhưng mà Ấn Độ là một cái nước dân chủ, thì có nghĩa rằng bản thân ông Modi cũng đã phải đi những cái hình rích rắc để ông có thể tái đắc cử. Như vậy thì rõ ràng là đất nước của ông ấy nó chỉ cần trải qua một vài những cái cú nấc thôi, thì chắc chắn những đối thủ chính trị sẽ lợi dụng những cái điều đó. Mà đối thủ chính trị của ông Modi thì chắc chắn nó, một là những cái phe dân tộc, hai là những cái phe ngoại bang, đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Và kiểu gì thì nó cũng sẽ có những cái phe trong những thời điểm khai thác được một cái xã hội Ấn Độ nó gọi là nửa lạc nửa mỡ như vậy. Chắc chắn nó sẽ có những cái chương trình nghị sự để mà nó đe dọa tới những cái đường lối đất nước. Vâng, ý tôi nói rằng những nền dân chủ nó luôn có những cái điểm yếu, cố hữu, đó là không thể phát huy được những cái tầm nhìn dài hạn, đúng không ạ? Bởi vì những sự sâu xé, những sự đấu tranh về liên quan tới các chính đảng, các cái chủ trương, bè phái, rồi các định hướng phát triển vân vân mà chúng ta đã nhìn thấy, nó đã khiến cho bao nước phương Tây bây giờ đang phát triển rất nhanh, nhưng bây giờ trở thành những cái nơi có thể nói là những cái vùng rất là trũng, đúng không ạ? Vâng, thì với cái như vậy chúng ta có thể đi đến một cái vấn đề là gì? Là phương Tây có thể làm gì để trừng phạt Ấn Độ? Thực ra nếu như mà thời của Modi ở thế này thì phương Tây không thể làm gì. Có những cái điều họ làm là họ làm âm thầm mà thôi. Bởi vì chúng ta cũng biết một điểm rằng những gì xảy ra với Trung Quốc, phương Tây đã làm gì với Trung Quốc, họ đã làm gì với Trung Quốc thì họ đang làm với Ấn Độ. Và sau đó họ đã làm gì với Trung Quốc thì đã khiến cho Trung Quốc trở mặt với phương Tây, đúng không ạ? Và Trung Quốc trở mặt với phương Tây thì Trung Quốc với Nga bắt tay nhau. Còn bây giờ Ấn Độ thì nó chưa đến mức độ trở mặt với phương Tây như Trung Quốc. Nhưng mà các nước phương Tây cũng đã làm một nửa giống như ở Trung Quốc với làm ở Ấn Độ rồi. Có nghĩa là tạo điều kiện rồi gây sức ép, đúng quý vị? Về muốn biến Ấn Độ trở thành một cái gọi là pháo đài của dân chủ này nọ. Cũng giống như là Trung Quốc thôi. Thế nhưng mà cuối cùng họ đã thất bại ở Trung Quốc. Thế thì cũng không có cái lý do để có thể hoài nghi rằng họ có thể thất bại ở Ấn Độ. Mặc dù bây giờ Ấn Độ đã là một cái nền dân chủ, mặc dù nó chưa được hoàn toàn là cầy tơ lắm mà nó vẫn là giả cầy. Nhưng thời của ông Modi thì bất chấp cái chính sách của ông như thế nào, nhưng mà ông đang hướng về thế giới đa cực, thì có nghĩa rằng là ông ấy sẽ có một cái chủ trương xã hội nhiều hơn. Đấy, và có nghĩa rằng là những xu hướng như vậy thì nó sẽ rất có khả năng để mà Ấn Độ sẽ có những cái quyết định nào đó nó bất lợi cho việc nghiêng về phương Tây. Mà một trong những cái khía cạnh đó là việc Ấn Độ đã rất nhiệt tình trong vai trò của mình ở trong SCO, rồi họ tham gia BRICS, họ có mối sự tiến lại gần hơn với Trung Quốc, rồi họ đã đi thăm nước Nga, đúng không ạ? Đó là những cái hành động có thể nói rằng một phần là Ấn Độ đã nghiêng thôi nha quý vị. Còn tất nhiên chúng ta biết rằng Ấn Độ là chủ trương con đường là họ trung lập, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái câu chuyện trung lập là con đường, thế còn nó nghiêng thì nó vẫn nghiêng. Thụy Sĩ thì là trung lập, nhưng mà họ nghiêng thì họ vẫn nghiêng về phương Tây, chứ còn đừng có nghĩ rằng là họ trung lập một cách tuyệt đối. Mà Ấn Độ là một quốc gia lớn nhất thế giới, có rất nhiều tiềm năng để phát triển, có thị trường lớn, cũng hàng đầu thế giới, đúng không ạ? Bấy nhiêu thôi thì chúng ta có thể thấy rằng Ấn Độ cực kỳ quan trọng. Nếu chưa muốn nói rằng là họ nghiêng bên nào thì phe bên đấy mạnh lên. Cho nên là nếu như mà phương Tây bứt dây động rừng, chắc chắn rằng là họ có khả năng sẽ tuột, để Ấn Độ tuột khỏi vòng tay. Vậy thì bảo là phương Tây có thể làm cái gì để trừng phạt Ấn Độ? Họ có rất nhiều thứ khiến cho Ấn Độ đau đớn. Thế nhưng mà họ sẽ có một thứ mà sẽ khiến cho họ phải đau đớn. Đó là Ấn Độ có thể phản ứng giật lùi và họ sẽ nhảy sang bên kia bờ rào, đúng không ạ? Đấy, thì cái đấy không thể nói trước được. Bởi vì mặc dù chủ trương của Ấn Độ như ngày nay thôi, nhưng mà ở vào vị thế của họ ấy, họ hoàn toàn có thể tách rời khỏi phương Tây. Trên đường dài họ hoàn toàn có thể tách rời. Ý nói là họ không phải là tách rời, là tách hoàn toàn mà không bị phụ thuộc. Mà bởi vì tại sao? Bởi phương Tây quá phụ thuộc vào họ. Bởi vì một cái thị trường của họ nó quá rộng lớn. Có nghĩa là cái mà họ để cho phương Tây mất nó sẽ nhiều hơn là cái việc họ được từ phương Tây. Bởi vì tại sao? Bởi vì là những điều mà Ấn Độ cần ấy, thì toàn bộ cái khối phương Nam nó có hết rồi. Cái mà Ấn Độ cần nhất nó là năng lượng. Năng lượng hạt nhân thì có Nga, mà năng lượng công nghiệp thì là có các nước trong khối BRICS hết. Nông nghiệp thì họ có hết, vũ khí có của Nga. Như vậy nói chung là về các vấn đề trọng yếu là Ấn Độ không có cần cái gì. Đúng ạ. Bản thân Ấn Độ cũng là một nước mà đang công nghiệp dần, ngành công nghệ thông tin của họ rất mạnh. Mà chính ra bởi vì ấy, nói đúng ra ấy, thì Ấn Độ mà muốn theo cái con đường mà phát triển được ấy, thì chỉ có họ tự lập thôi. Còn nếu mà họ vẫn còn dựa dẫm phương Tây thì họ sẽ rất khó để họ có thể công nghiệp hóa đất nước. Dựa vào nguồn vốn, dựa vào các thứ yếu tố phương Tây rất khó. Giống như các quốc gia mà chúng ta đã nói là bị dựa dẫm vào phương Tây, bị sự trèo kéo của họ. Đúng không ạ? Còn Ấn Độ bây giờ nó thừa, họ có tiền, họ có vốn, họ có năng lực, họ có công nghiệp, họ có trình độ. Và họ có Nga, họ có BRICS, đúng không ạ? Họ có Trung Đông, họ có châu Phi. Nói chung là Ấn Độ chả thiếu cái gì. Thì như vậy là nếu họ cần phương Tây là họ cần những cái gì đó của phương Tây mang lại. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy một điểm rằng phương Tây bây giờ mang lại không còn được như ngày xưa nữa. Có thể nói ngày xưa ấy thì không thể không có phương Tây. Ví dụ tôi nói đơn giản như là Nhật Bản, Hàn Quốc mà không có vốn của phương Tây thì không phải phát triển được. Mà thậm chí là Việt Nam chúng ta thì cũng nhận được rất nhiều nguồn vốn của phương Tây để mà có thể phát triển nhanh. Đúng không ạ? Thế nhưng mà đến nói bây giờ bảo là bắt buộc phải có những nguồn vốn phương Tây hoặc những cái công nghệ này nọ thì tôi nghĩ rằng nó không phải là điều bắt buộc nữa. Hay mình có thể nói là cái xu thế, đúng không ạ? Cái xu thế tầm quan trọng của phương Tây nó không còn quan trọng như ngày xưa nữa. Cả về vấn đề bản quyền, công nghệ, vốn liếng, rồi là công nghiệp sản xuất, năng lượng, không cái gì nó quá quan trọng nữa. Mặc dù nó còn quan trọng nhưng không quan trọng. Thế còn bây giờ thì ở cái phương Đông thì mọi thứ nó đều trỗi dậy, đúng không ạ? Thì có nghĩa là mình chỉ cần nhìn cái tương quan như thế này thôi, mình thấy một điều rằng là cái xu hướng là phương Tây đánh mất dần cái sự quan trọng của mình. Thì điều đấy tôi không nói rằng là những cái vấn đề buôn bán quan hệ này nọ nó không quan trọng. Tất cả các quốc gia đều quan trọng, thậm chí cả Nga đều quan trọng, đúng không ạ? Thế nhưng nó không còn là yếu tố để mà có thể thay đổi được cuộc chơi nữa. Mà cái yếu tố đấy càng ngày nó càng có dấu hiệu nghịch đảo. Đấy, và nếu như mà một cái thị trường 1,4 tỷ dân mà thậm chí nó sẽ lên 1,5 tỷ dân lúc nào không biết thì chắc chắn phương Tây sẽ không thể nào đánh mất được Ấn Độ, đúng không ạ? Và họ cũng biết một cái điều rằng là Ấn Độ bây giờ thì cũng mang tính chất là cũng khá trên bờ rào, cũng là một cái quốc gia mà tìm kiếm những nguồn lợi, nguồn lực. Cho nên là Ấn Độ cũng không bao giờ ngả nghiêng tuyệt đối nếu như mà phương Tây không gây một cái sức ép, đúng không ạ? Cũng như là Ấn Độ cũng không ngả sang phương Tây nếu như mà Nga, Trung không gây một cái sức ép đến mức độ không chịu được. Đấy, cho nên là chúng ta thấy rất rõ là phương Tây không thể làm gì để trừng phạt Ấn Độ theo cái chuyến đi này. Nhưng phương Tây có một cái món võ, đúng không ạ? Đó là cái cách mạng màu của họ. Bây giờ thì họ không kiên nhẫn, nhưng mà nếu mà phương Tây kiên nhẫn như ngày xưa thì những quốc gia như Ấn Độ rất dễ bị thỏa hiệp. Một cái quốc gia nho nhỏ thôi còn dễ bị người ta kiểm soát được, còn dễ bị một cái quốc gia như Ấn Độ đông dân như vậy, đúng không ạ? Và tình trạng hỗn loạn xã hội dân chủ như vậy thì chắc chắn một điều rằng là có thể nói rằng nếu như phương Tây họ đầu tư đúng cách và họ kiên nhẫn thì chúng tôi không biết là 5-10 năm nữa xã hội Ấn Độ nó như thế nào. Bởi vì chỉ trong 2 năm vừa qua thôi tôi cảm nhận là sự thay đổi nó quá dữ dội. Và tôi tin chắc rằng bây giờ là những cái sự đầu tư của phương Tây về những cái cuộc cách mạng màu Ấn Độ nó sẽ diễn ra lớn nhất, quy mô nhất trên toàn thế giới, nhưng mà người ta chưa cảm nhận được nó một cách rõ ràng. Tức là nó chưa dữ dội, chứ còn thực ra thì có thể nói ai cũng biết, đúng không ạ? Cứ nhìn kênh truyền thông thôi, không cần nói cái gì. Từ những cái người mặc cái áo cổ truyền Ấn Độ ngày xưa thì nói về giá trị truyền thống, mối quan hệ này nọ với lại phương Đông. Thế mà những ngày hôm nay những người đó có thể nói rằng quay sang nói những điều thân phương Tây, rồi chống Trung Quốc một cách điên cuồng, rồi là nghi ngờ, hoài nghi những cái mối quan hệ với Nga, vân vân. Nhìn chung là những cái đó có thể nói rằng là cái tác động của truyền thông và cái cách mặn màu đối với xã hội Ấn Độ nó cực kỳ dữ dội. Và nói thật, Ấn Độ ấy nó có một cái vấn đề nữa, xã hội của họ không bài phương Tây. Nó khác với lại những cái xã hội đã bị phương Tây thuộc địa và khiến cho nghèo đói cùng cực. Nhưng mà xã hội Ấn Độ thì nó lại ngược lại, theo chủ trương là gọi là từ bi hỷ xả, ôm ấp kẻ thù cũ. Cho nên là nó không những không bài phương Tây, không bài đế quốc Anh, mà còn lại ôm ấp với lại những kỷ niệm quá khứ và những cái gọi là đế chế đã thuộc địa và gây bao nhiêu tang thương cho quốc gia mình. Có thể nói là người dân Ấn Độ rất xính phương Tây. Đấy, rất xính phương Tây. Họ nhớ về những kỷ niệm Liên Xô, nhưng mà họ rất xính phương Tây. Và càng có một cái mối xung đột với lại Trung Quốc thì Ấn Độ càng xính phương Tây hơn. Đấy là một yếu tố nó tự nhiên, nó khởi lên, đúng không ạ? Như vậy thì trong ngắn hạn chúng ta không thấy một cái gì trong cái nhiệm kỳ của ông Modi. Có thể là đến khi gần kết thúc nhiệm kỳ của ông, hoặc có những cái vấn đề chính biến lớn mà chúng ta chưa nhìn thấy thôi. Còn ngắn hạn không có gì, nhưng trên đường dài thì chúng ta sẽ thấy Ấn Độ sẽ trở thành một cái mục tiêu và không khéo trở thành một cái chiến trường, đúng không ạ? Tranh giành những cái sự ảnh hưởng địa chính trị của các bên. Tất cả những quốc gia lớn đều bị suy yếu từ bên trong ra. Đấy, thì còn nói về xã hội Ấn Độ thì chúng ta thấy bên trong lòng xã hội nó có rất nhiều những cái vector, đúng không ạ? Cho nên là đó chính là cái sự suy yếu. Tôi thấy Lukashenko, tổng thống Belarus, là một người bình thường. Nếu không muốn nói, ông ấy là một người rất khá. Tại sao phương Tây lại gọi ông ấy là tàn ác? Và không phải bạn thấy, mà rất nhiều người trên thế giới thừa biết người Belarus họ sống rất hòa bình. Và đất nước của họ, tuy nó không phát triển rực rỡ, nhưng có thể nói rằng, đấy chúng ta nhớ đâu nhỉ? Belarus các chỉ số phát triển kinh tế bây giờ nhá, nó còn an toàn hơn cả phía Nga. Lạm phát, rồi đồng tiền gì đấy, có mấy cái chỉ số mà chúng tôi nói đấy, thất nghiệp nữa, nó đứng top châu Âu luôn đấy. Và tất nhiên chúng ta thấy một nước nằm kìm kẹp như vậy mà vẫn phát triển như vậy thì nó phải trở thành của kẻ thù ở phương Tây rồi, tất nhiên là nhà lãnh đạo, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng như thế này. Ukraine, hãy nói về Ukraine để chúng ta nhìn thấy ông Zelensky, ông ấy có phải là một nhà lãnh đạo tốt hay không? Thì chúng ta hãy nhìn, phương Tây gọi ông ấy là người hùng, đúng không ạ? Người hùng hơn cả gọi là Gorbachev, hơn cả Yeltsin, hơn cả Navalny. Ông ấy là một người hùng mà người ta còn gọi là, nếu như mà không có ông ấy thì có thể nền dân chủ phương Tây bị đe dọa và sinh mạng của đất nước Ukraine sẽ không còn. Có nghĩa là ông ấy là một người vĩ đại. Nhưng bạn biết rằng là những cuộc bình chọn ở trong nước Ukraine thì ông Zelensky chỉ đạt được 17% tỷ lệ ủng hộ thôi. Tức là cái bằng số tỷ lệ bất tín nhiệm đối với lại Putin ấy. Đảo ngược lại, đúng không ạ? Putin 83 thì Zelensky 17. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào đất nước Ukraine. Chúng ta hãy nhìn vào xem bây giờ cái đất nước đấy nó có trái ngược lại với đất nước Belarus không? Đúng không ạ? Không có một cái quốc gia nào mà đen đủi hơn. Tôi nói quý vị, không một quốc gia nào đen đủi hơn là một cái quốc gia nghèo, đúng không ạ? Nhỏ. Và nghèo, ý nói là nhỏ là không có cái tầm cỡ gì. Không phải là đồng minh, không phải là trong NATO. Bởi vì chúng ta tất cả những đồng minh của Mỹ nó đã xác định hết rồi. Kể cả trong NATO thôi, cũng không phải là nước nào cũng là đồng minh đâu. Mấy nước cái Baltic thì chẳng bao giờ là đồng minh cả. Họ chỉ là cái bia đỡ đạn thôi. Thì những cái nước mà nó đã trong cái dạng là, thứ nhất là nó nghèo này, nó chả có vai trò gì quan trọng này trên trường quốc tế này, đúng không ạ? Và gọi là được gọi, người Mỹ gọi là bạn, thế nhưng mà thực sự thì không phải là đồng minh thân thiết của họ như là Đức, Nhật. Thì tôi nói quý vị, quốc gia đấy cực kỳ đen đủi. Những quốc gia đen đủi, những điều đó đang diễn ra ở Ukraine. Và những quốc gia đấy có một cái đặc điểm chung là những nhà lãnh đạo của họ đều là thiên tài, đều là anh hùng của thế giới phương Tây. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta cũng thấy, để ý mà xem. Cho nên là chúng ta mới thấy là cái bà Cái bà mà trông như là bà, vâng thôi mình cũng không đánh giá, nhưng mà đại khái là một cái bà mà bà ấy chắc chắn là nhà bà ấy không có gương. Đúng ạ. Bà ấy là người mà được phương Tây gọi là tổng thống của Belarus ấy. Quý vị nhớ cái bà đấy không ạ? Vâng, tôi không nghĩ rằng là ai nhìn vào đó lại coi bà ấy là tổng thống cả. Bà ấy trở thành người hùng của phương Tây. Cũng giống như là tổng thống lưu vong của Venezuela. Đúng ạ, một cái người ất át ơ trở thành người hùng. Nhưng mà sau khi Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận Venezuela, tự nhiên là Hoa Kỳ bảo luôn thôi mấy ông đấy là ông vớ vẩn, các ông đừng chấp những cái lời tôi nói trước đây. Cho nên là các quốc gia như thế thì kiểu gì cũng bị cướp bóc, đúng không ạ? Cướp bóc, đè đầu cưỡi cổ, bị lợi dụng để trở thành một cái con pháo hôi để chiến đấu cho chủ nghĩa bá quyền. Cho nên là rõ ràng chúng ta chỉ cần làm một cái dấu nghịch đảo thôi. Người ta gọi ông Zelensky là người hùng của thế giới tự do của người Ukraine. Thì tất nhiên là người ta không thể gọi Lukashenko là một cái người dưới thời trị vì của ông ấy. Nước Beirut có thể nói là một cái nước thái bình thịnh trị. Mặc dù là bao nhiêu cái họng súng chĩa vào quốc gia đó. Đúng ạ. Nhưng mà nó vẫn sống một cách rất là bình thường. Tôi có những người bạn ở Beirut. Và tất nhiên những người đó là những người rất ý thức về thời cuộc. Như vậy cho thấy một điều rằng là chỉ cần cái sự đối nghịch như vậy chúng ta cũng đã biết, đúng không ạ? Cái câu hỏi kiểu này thì ngày xưa ấy, người Beirut người ta đã đừng nói về Lukashenko ấy. Là có một cái người khi mà phương Tây không biết là người Anh hay là ai gọi Lukashenko là kẻ độc tài. Thì người Beirut họ nói là thôi được rồi, các ông hãy giữ lại những nhà lãnh đạo tuyệt vời của thế giới phương Tây như các ông, còn chúng tôi sẽ đi cùng với lại nhà độc tài của chúng tôi. Ở Beirut ấy, thì rất nhiều người tôi biết họ nói là nếu như mà được lựa chọn thì họ sẽ chọn Putin làm tổng thống. Còn nếu mà họ được lựa chọn cho nhân vật thứ hai, họ sẽ chọn Lukashenko. Đấy. Mà ở Trung Quốc tôi cũng có trong diễn đàn có người ta cũng nói là người ta coi Lukashenko là một trong nhân vật bây giờ là nhà lãnh đạo cũng là gọi là dạng tốt. Tệ thì của thế giới phương Tây tự nhiên thành tốt, thì tất nhiên là tốt thì trở thành tệ rồi. Đúng không ạ? Đó là một quy luật nó vừa bất biến mà nó lại rất dễ đoán của phương Tây. Giống như kiểu hôm qua ông Joe Biden, ông ấy trao giải thưởng cho ông Jens Stoltenberg. Ông ấy ca ngợi Jens Stoltenberg dưới thời của ông ấy là một trong người lãnh đạo NATO vĩ đại, đem lại hòa bình cho thế giới. Đúng không ạ? Một cái con người mà đọc một cái câu đơn thôi mà phải nhìn giấy 3 lần. Mà nhìn chung là mỗi một cái việc là thấy Nga tiến quân trên chiến trường thì mặt hoảng loạn xanh như đít nhái. Phát biểu gì mỗi có việc là kêu gọi nộp tiền để đóng tiền thôi. Giống như kiểu mấy cái loa phường ở gần chỗ tôi ấy, suốt ngày kêu gọi đóng phí gửi xe, gửi xiếc, chả có cái gì khác. Thế mà trở thành nhà lãnh đạo kiệt xuất, đúng không ạ? Và Joe Biden bảo là đáng nhẽ ông phải làm cho NATO thêm một thời gian nữa. Đấy, thế nhưng mà thôi, ông Mark Rutte đã lên rồi. Thế nhưng ai cũng biết rằng là ông ấy nhận giải thưởng là bởi vì dưới thời của ông ấy là các tập đoàn vũ khí của Mỹ bán được khơ khớ, đúng không ạ? Và ông ấy mở được 2 cái thị trường mới, đó là Phần Lan, Thụy Điển, cho các nhà tài phiệt vũ khí. Tại sao Mỹ, ngành đóng tàu hải quân đang phát triển để một đội phi tàu lớn nhất thế giới mà bây giờ thì ngành đóng tàu của Mỹ lại teo tóp? Tôi nhớ có một cái lần nào đó mà dữ liệu cho biết là cái công suất đóng tàu Mỹ bây giờ nó còn không bằng 5% ở Trung Quốc. Không bằng 5% quý vị ạ. Mà chúng ta biết rằng là cái ngành công nghiệp đấy nó đã từng là một ngành khủng khiếp thì nó mới đóng ra được 10 mấy cái con tàu sân bay cộng với lại hàng trăm những cái con tàu mặt nước khủng khiếp như vậy. Đúng ạ. Thế nhưng mà bây giờ thì rất nhiều nguồn tin đã xác nhận là ngành đóng tàu của nước Mỹ đã suy thoái nghiêm trọng. Tất nhiên là họ vẫn có thể đóng được những con tàu hiện đại, nhưng mà cái số lượng, tức là cái công suất, nó đã giảm đáng kể. Đúng không ạ? Nếu không muốn nói giảm đáng kể là nó giảm cực kỳ dữ dội. Thế thì cái câu trả lời ấy, tôi nghĩ rằng nó cũng không khó nếu mà chúng ta nhìn vào ngành công nghiệp của nước Mỹ thôi. Và nó xuất phát từ thời điểm nào, đúng không ạ? Những năm gần đây thì chúng ta cảm nhận được một điều, cứ nhìn là cái thế giới tập đoàn trị ở vùng New York, phố Wall, nó lên ngôi. Thì chúng ta thấy một điểm rằng là nước Mỹ sẽ luôn muốn giữ cái lãi suất ngân hàng cao luôn muốn giữ cái tỷ lệ giá hối đoái cao để mà đồng tiền của Mỹ nó mạnh ở nước ngoài, để mà các nhà tài phiệt hàng đầu của nước Mỹ có thể kiếm được bộn tiền với cái cơ cấu kinh doanh hiện tại ở nước ngoài. Và không ai muốn làm việc, không ai muốn mở nhà máy xí nghiệp ở nước Mỹ nữa, bởi vì là chi phí nhân công của nước Mỹ nó quá cao. Trong khi đó phải trả bằng tiền đô. Nhưng mà nếu như mà họ sang Ấn Độ, Trung Quốc thì họ một đồng của đô của Mỹ bây giờ nó đã có được đổi được nhiều rupee và nhân dân tệ hơn ngày xưa. Rất nhiều. Điều đấy có nghĩa rằng là sức mua của nó rất khủng khiếp. Cộng với lại cái tỷ giá nó đã vốn nó đã cao và nó càng ngày nó càng cao. Thì cho thấy rằng là chỉ riêng mỗi cái việc đấy, tôi chỉ nói với cái việc đấy thôi chứ chưa nói gì cái việc khác nữa. Đúng không ạ? Chưa nói gì về cái việc là nhân công rẻ mạt, rồi không cần những cái chính sách khủng khiếp như ở Mỹ, như là y tế, bảo hiểm, thất nghiệp, rồi tai nạn, rồi an toàn, rủi ro, thai nghén sinh đẻ. Tức là có tỷ thứ mà ở nước Mỹ ấy, mà những người chủ lao động thì phải trả cho người lao động đầy đủ, đúng không ạ? Và tất nhiên là cái mức lương bằng đô đã cao rồi lại còn bằng đô nữa. Thế nhưng tất cả những cái đó khi mà sang nước ngoài, những vùng như là Ấn Độ, Bangladesh, vân vân, thậm chí cả Việt Nam, thì cái số lượng đấy nó đã ít nhưng mà lại còn từ cái lợi thế từ đồng đô nó đắt nữa. Cho nên là những cái nhà đó là nhà tài phiệt, mà nhà tài phiệt thì nó đang điều hành đất nước Mỹ chứ không phải là chính phủ Mỹ. Chúng ta nhớ bây giờ ấy, thì nước Mỹ thực ra nó là một cái triều đại phong kiến mà điều hành nó bằng các lãnh chúa, đúng không ạ? Chứ nó không phải là do đống quân vương. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy rất rõ, bởi vì sau những năm 2000 khi mà nước Mỹ phiêu lưu vào các cuộc chiến ở Trung Đông dẫn tới sự trỗi dậy của những nhà tài phiệt một cách không thể ngăn cản, không thể kiểm soát và một cách cực kỳ trơ trẽn, thô thiển, đúng không ạ, trắng trợn. Nhưng mà trước đó thì nó đã có từ lâu rồi. Trước đó thì chúng ta có thể thấy là từ khi mà nước Mỹ đã bỏ cái đồng tiền bản vị, đúng ạ, nó đã bắt đầu nó nghĩ ra cái thai nghén ra cái đó rồi. Nhưng mà đến cái thời của ông Ronald Reagan ấy, thì chính là cái thời kỳ chính sách đó, là chính sách của ông Reagan đã hướng tới việc là ưu ái cho cái giới gọi là, mình gọi là cái giới mà bây giờ mình gọi tài phiệt, nhưng mà mình có thể nói là cái dạng giới tư bản. Và thứ hai là xóa bỏ tất cả những trợ cấp của nhà nước liên quan tới các cái ngành công nghiệp trọng yếu của quốc gia. Đấy, dẫn tới là một cái sự phi công nghiệp của Mỹ, mà phi công nghiệp thì nó liên quan không phải là vì đất nước đến nó phi, mà cơ bản là nó offshore. Có nghĩa rằng là ngành công nghiệp của nó mọc chân mọc cánh để nó di chuyển ra nước ngoài, để nó kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Đơn giản là như vậy, dẫn tới là cái phi công nghiệp ở trong nước. Thế thì cái ngành đóng tàu ấy thì nó cũng có, nó mặc dù là đóng tàu thương mại, đóng tàu quân sự thì nó cũng đều có một cái sự tương quan với cái việc như vậy. Có nghĩa rằng ấy là nhà nước không còn trợ cấp những cái ngành đóng tàu quân sự nữa. Tất nhiên là cái vấn đề chi phí nó lên cao là chuyện đương nhiên rồi, đúng không ạ? Chi phí lao động lên cao là một vấn đề. Vấn đề mà phi công nghiệp hóa thì ra nước ngoài trong ngành đóng tàu quân sự thì nó không phải là nó ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà các ngành dân sự thì nó đúng là có. Ví dụ như là đóng tàu thương mại thì nó chảy hết sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Và đóng tàu dạng như cao cấp thì nó chạy hết sang Ý. Nhưng chính vì những cái việc liên quan đến trợ cấp cho những ngành đóng tàu quan trọng của đất nước không còn như ngày xưa. Đấy, và nước Mỹ thì cũng không có cho phép hoặc là không đầu tư các công ty đóng tàu để mà đóng những cái tàu xa xỉ để họ có thể tạo được lợi nhuận. Chứ còn nếu mà họ làm thì chắc chắn là ngành đóng tàu của Mỹ nó vẫn là vô đối. Đấy, thế nhưng mà cơ bản là họ đã không làm, dẫn tới là nhìn chung chúng ta sẽ thấy là ngành đóng tàu nó là một cái mảng của ngành công nghiệp nặng, đúng không ạ? Và nó đã chảy ra nước ngoài hết. Kết hợp với những yếu tố là chi phí lao động trong nước quá cao, rồi trợ cấp của chính phủ nó không còn như ngày xưa nữa, dẫn tới là các ngành đóng tàu của trong nước và kể cả ngành quốc phòng vốn trước nó quá nhiều thì bây giờ họ đã giảm đi rất nhiều. Và cuối cùng thì chúng ta thấy một điểm là những cái con tàu đấy Mỹ có đóng ra để mà bán cho ai đâu. Mà không bán cho ai, không kiếm được tiền thì tất nhiên là cái giới tài phiệt nó sẽ không bao giờ nó thích. Đúng ạ, chúng ta thấy là nó bàng quan với cuộc chiến ở vùng biển Hồng Hải, bởi vì nó chả kiếm được tiền. Đúng ạ, nó không kiếm được cái tiền, nó không bán được vũ khí cho ai cả. Và thỉnh thoảng mới bắn được một nhóm tên lửa thôi. Có phải bắn mãi được đâu. Ngành đóng tàu cũng tương tự như vậy. Nước Mỹ không thể là đóng ra những cái tàu liên tục để bán ra như là họ bán những khẩu pháo, những quả đạn, những quả tên lửa được. Và nó không mang lại cái tiền cho giới tài phiệt. Và như vậy nó không được cái sự ưu tiên thúc đẩy. Cho nên chúng ta thấy là kể cả những cái yếu tố từ trên cao xuống thấp cho tới những yếu tố thực dụng và những yếu tố của giới tài phiệt thì nó đều, chúng ta đều thấy rằng là nó đều bất lợi cho cái ngành đóng tàu. Và bây giờ bảo khôi phục được không thì nó cũng khó như là cái việc nước Mỹ khôi phục cái ngành sản xuất công nghiệp của họ. Đúng không ạ? Nó sẽ mất đến ít nhất 5 năm. Cộng với rất nhiều đầu tư, rất nhiều đào tạo, giáo dục lại từ đầu. Và nếu như là một cái nhà lãnh đạo có trách nhiệm ấy, với đất nước ấy, và ở một cái quốc gia mà theo đuổi chính sách dài hơi ấy, như trong quá khứ của nước Mỹ ấy, đúng không ạ, thì có thể làm được. Nhưng mà bây giờ bản thân ông Joe Biden, ví dụ như ông ấy, hoặc là ông Donald Trump, ông ấy chỉ quan tâm tới 4 năm tới là ông ấy được ghi nhận như thế nào với tư cách là một người tổng thống mà thôi. Ông có được tung hô hay không thôi. Ông có thành công hay không thôi. Mà ngành đóng tàu làm sao 4 năm có thể làm được cái gì. Trong khi đó thì lên một phát thì ông đã mất 2 năm rồi. Đúng không ạ? Rồi 2 năm sau lại chuẩn bị là tái bầu cử thôi. Thì làm sao làm được. Như vậy thì làm để cho cái thằng sau nó sơi hết bao nhiêu cái vinh quang. Thằng sau thì thường là cái thằng nó sẽ chửi mình. Đúng không quý vị? Chúng ta thấy luôn luôn ở nước Mỹ là thằng trước và thằng sau thì đều chửi nhau. Vậy thì bây giờ mình đặt nền tảng ra để cho nó không những nó sơi mà nó còn chửi mình nữa. Thế thì có mà chết à? Có mà ngu đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là kết hợp thêm cả những yếu tố như vậy. Nó rất là khó để nước Mỹ có thể khôi phục lại ngành đóng tàu. Còn ai cũng biết là cái công suất của ngành đóng tàu của họ bây giờ nó đã... Những người nói về 5% Trung Quốc, nhiều người nói còn dưới hơn nữa cơ. Đấy không nói về công suất mà nói về cả tiến độ rồi các thứ nữa. Mà bây giờ còn nếu mà với sự suy thoái như vậy thì có thể nói là kể cả chất lượng nữa, đúng không ạ? Trừ ở những nơi nó quá trọng yếu. Ví dụ tôi nói đơn giản những cái khu vực đóng tàu sâu nào đó trong khu vực những trọng yếu, bí mật quốc gia, tạo ra những con tàu tàng hình, tàng hiếc thế hệ mới nào đó mang tính chất là thử nghiệm và mang tính chất bảo bối để dọa người. Chứ còn nếu như mà những cái mặt bằng chung tôi nghĩ rằng là trình độ bây giờ nó sẽ chưa chắc đã bằng được Nhật, Hàn, Trung. Và nói tóm lại thì đúng ạ, rất nhiều yếu tố, trong đó những yếu tố rất quan trọng liên quan tới vấn đề thương mại. Nó giống như kiểu là ở một cái giải bóng đá ấy, đúng ạ, mà nó không, giải bóng đá trong nước nó không mạnh thì rất khó để có thể đội tuyển của nó mạnh được. Trừ khi mà nó có những cái tố chất thiên bẩm, đúng không ạ? Đấy. Thực ra thì ví dụ mình nói như Argentina với lại Brazil ấy là nó chỉ không giàu thôi, chứ còn nó cũng là giàu đối với lại đất nước nó, và giải bóng đá nó rất mạnh đối với đất nước nó. Nhưng mà để nó có những cầu thủ trăm triệu đô như ở châu Âu thì nó sẽ không thể nào so sánh được, đúng không ạ? Bởi vì dù sao kinh tế của châu Âu mặt bằng chung nó cũng giàu có hơn rất nhiều. Cho nên là nó, giải của nó rất là mạnh so với chính bản thân nó, đúng không ạ? Và đội tuyển nó mạnh, đấy là điều đương nhiên thôi. Và Việt Nam mình khi nào mà mua áo đấu của các câu lạc bộ mà 1 tỷ một cái áo ấy, đúng không quý vị? Thì chắc là chúng ta sẽ vô địch thế giới đấy. Tại sao các nước ở châu Á được Mỹ hỗ trợ thì phát triển thịnh vượng, nhưng mà các nước cũng được Mỹ hỗ trợ ở các nơi như là Nam Mỹ, châu Phi, châu Âu, Á khác thì lại không, thì lại còn rất nghèo. Nhật Bản, Hàn Quốc thì phải thực sự là nói đúng, đúng không ạ? Đã gọi là trỗi dậy từ một đống tro tàn. Chính xác là như vậy. Trỗi dậy từ đống tro tàn. Và trở thành một trong những cái quốc gia giàu có nhất thế giới. Kể cả Hàn Quốc thôi. Hàn Quốc GDP đầu người của họ thì vào hồi những năm 50 ấy, thì nó đâu đấy nó chỉ có vài chục đô la trên đầu người. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì nó đã mức độ 30.000 đô la rồi. Có nghĩa là nó là top, tôi không biết là bao nhiêu, chắc nó phải là top 5, top 10 cái thu nhập bình quân trên đầu người. Và nhìn chung là trước cái thời Park Chung-hee ấy, thì Hàn Quốc nó nghèo lắm. Nghèo có thể nói là không cái gì để có thể nói về cái nghèo của Hàn Quốc, đúng không ạ? Chiến tranh, tàn phá, đủ thứ vân vân. Thế thì làm sao? Bây giờ chúng ta sẽ nói về Hàn Quốc, bởi Nhật Bản chúng ta cũng nói nhiều, đúng không ạ? Chúng ta cũng nói về Hàn Quốc để một cái không khí nó gần hơn với lại những cái gì đó ở các quốc gia, ví dụ như ở Việt Nam, rồi các cái nước mà chúng ta vừa đặt trong câu hỏi này. như là châu Mỹ Latin, rồi châu Phi, rồi Trung Đông khác. Hàn Quốc thì thực tế là nhận được các khoản đầu tư của nước Mỹ. Cái đấy thì chúng ta thừa nhận, đúng không ạ? Nhưng mà đó cũng không phải là yếu tố duy nhất. Chúng ta xem phim Hàn Quốc thì chúng ta thấy rằng là cái quan hệ của Hàn với lại Mỹ liên quan đến việc là gần như là những người Hàn Quốc, nam thanh nữ tú, họ thường đến Mỹ để học tập, vân vân, đúng không ạ? Trong những cái thời gian của thế kỷ trước đấy. Thì có nghĩa là mối quan hệ của họ khá là gắn bó, đồng minh. Thế nhưng mà cái sự gọi là sự trỗi dậy thần kỳ của nền kinh tế Hàn Quốc nó không nằm ở cái việc là nguồn vốn từ nước Mỹ. Nó nằm ở cái yếu tố quan trọng nhất là liên quan đến thời của ông Park Chung-hee đấy. Thì chính cái thời điểm mà ông ấy lên làm dạng như kẻ độc tài, đúng không? Ở Hàn Quốc từ những năm 60 mấy đến năm 70 mấy thì lúc bấy giờ là cái sự trỗi dậy của Hàn Quốc nó là cái bước chuyển mình khủng khiếp nhất. Còn bây giờ thì người ta chỉ là những cái thứ phát triển thêm từ đó thôi. Bản chất chúng ta cũng biết là Hàn Quốc, dân tộc Triều Tiên thì họ đều là một cái dân tộc có tố chất sáng tạo, đúng không ạ? Từ cổ chí kim rồi. Chúng ta thấy Hàn Quốc là người rất sáng tạo, Triều Tiên nói chung đấy. Vũ khí thời cổ của họ cũng có thể nói rằng là rất sáng tạo, đi đầu trong những cuộc cách mạng về vũ khí từ ngày thời Trung Cổ, đúng không ạ? Tàu, thuyền, bè, pháo phiếc nó rất là khác người. Họ là người rất là sáng tạo, rồi những cái văn hóa thời trang thay đổi này nọ, chúng ta đều thấy cái sự độc đáo trong cái việc của Hàn Quốc. Mà cũng không ngẫu nhiên thì văn hóa của Hàn Quốc trông thế thôi mà nó là một cái đất nước xuất khẩu văn hóa, đúng không ạ? Ví dụ như là mình có thể xem những ngôi sao Hàn Quốc mà hồi thế kỷ trước như Biren ấy, đúng không ạ? Đấy, những thập kỷ trước ấy, sang biểu diễn ở Los Angeles mà khiến cho cái sân vận động đấy nó hàng trăm nghìn người nó say như điếu đổ ở Mỹ. Thì điều đấy nó không phải là một cái gì mà nó đơn giản. Rõ ràng là cái tố chất về văn hóa và sáng tạo của Hàn Quốc nó là một cái tố chất mà nó rất là thiên phú của người Hàn Quốc và người Triều Tiên nói chung. Và cái cách trỗi dậy của cái nền kinh tế Hàn Quốc tuy nó giống Nhật Bản nhưng mà nó khác đi một tí. Đó là nó bám vào các cái công ty mà xuất phát từ các gia đình. Đấy, mà rất nổi tiếng là chúng ta thường nghe từ Chebon đấy, đúng không ạ? Bây giờ thì đi khắp nơi trên thế giới ai cũng có thể quen thuộc với những cái thương hiệu Samsung, từ màn hình TV, điện thoại cho đến những cái xe hơi Hyundai, vân vân, đúng không ạ? Nhưng mà ở Hàn Quốc thì chúng ta có thể thấy rằng là các cái công ty quan trọng như Samsung, Hyundai hay là Daewoo vân vân, nó đại khái nó là một cái văn hóa, nó ngấm sâu vào trong cái đời sống của cái người Hàn Quốc. Chỉ riêng Samsung thôi thì nó đã chiếm tới 15% cái nền kinh tế của Hàn Quốc rồi. Và Hàn Quốc ấy thì cái đặc thù của nó là nó có cái sự trọng tâm. Ví dụ tôi nói đơn giản như đất nước của nó không có quá nhiều những thành phố siêu lớn, đúng không ạ? Thế nhưng mà đã lớn thì nó rất lớn. Đấy, ví dụ như là Busan rồi Seoul. Còn có thể ngay bên kia bờ sông thì nhìn thấy những nhà ổ chuột ngay. Đấy, nhưng mà đã trong khu đô thị lớn thì nó siêu lớn và nó rất là hoành tráng. Thì các công ty Hàn Quốc nó cũng theo phong cách như vậy. Có nghĩa rằng là như là Samsung, một cái công ty mà chiếm tới 15% nền kinh tế Hàn Quốc, thì điều đấy có nghĩa rằng là không một công ty nào trên thế giới nó có một cái ảnh hưởng với nền kinh tế như vậy. Và không chỉ có Samsung, các công ty như Hyundai, Daewoo, đúng không ạ? Chúng ta đều đã rất là quen thuộc. Thì ở Hàn Quốc tại sao tôi nói rằng là những công ty nó ảnh hưởng tới cái đời sống xã hội rất nhiều? Có thể nói là người ta đi học ở các cái trường tiểu học, trung học thì được tài trợ bởi các công ty Samsung. Đi học đại học cũng trường đại học Samsung. Đi làm ở Samsung thì cũng các tòa nhà Samsung, ăn uống Samsung, đám cưới ở các khách sạn Samsung, đúng không ạ? Và chết sau này cũng có khi là dịch vụ của các cái dịch vụ Samsung. Có nghĩa là cái doanh nghiệp dạng Chebon của gia đình nó từ cái bé tí, cái cây kim sợi chỉ cho tới những cái thứ nó siêu to khổng lồ, tua bin rồi đoàn tàu đến những hải cảng lớn. Nó đều theo một cái theo tập đoàn của các cái Chebon, tức là của các gia đình, đúng không ạ? Cho nên nó thâu tóm từ đầu đến cuối. Và chúng ta thấy một điểm rằng là nó thâu tóm như vậy thì tại sao nó lại làm cho Hàn Quốc phát triển? Đáng nhẽ là nó phải dân chủ hóa ra thì nó mới phát triển, nhưng mà không phải. Thời của ông Park Chung-hee ấy thì tất cả những cái nguồn lực của đất nước người ta đem, người ta bảo hộ cho các cái tập đoàn Chebon đấy. Thì tất nhiên chúng ta cũng có thể thấy cái sự trao đi đổi lại, đúng không ạ? đó là những cái tập đoàn đó thì đã hậu thuẫn chính phủ, nhưng mà chúng ta thấy cũng là cái chính sách của chính phủ Hàn Quốc nó đi theo một con đường rất độc đáo, đó là nó nâng đỡ, nó che chở, nó bảo bọc, nó tạo điều kiện, nó ban phát quyền uy cho các tập đoàn che bôn để những tập đoàn này nắm hết được những cái nguồn lực của đất nước, từ nguồn lực con người, những cái điều kiện giấy phép, rồi lô đất, rồi là cơ hội phát triển để nó phát triển. Cho nên là, và chưa kể một cái vấn đề nữa là chính phủ Hàn Quốc cũng bất chấp cái sức ép của bên ngoài để mà bảo hộ mậu dịch, cạnh tranh cạnh chiếc đối với lại các cái tập đoàn này. Cho nên là các tập đoàn này nó phát triển có thể nói là bùng nổ, không có cái giới hạn ở trong chính Hàn Quốc trong những cái thời điểm thế kỷ 20. Đến thế kỷ 21 thì nó to mất rồi, đúng không ạ? Làm sao kiềm chế được nó nữa. Và cái chính sách đấy thì nó là một cái chính sách của chính thời ông Park Chung-hee, là công nghiệp hóa đất nước một cách triệt để, quân sự hóa, công nghiệp hóa nền kinh tế một cách có thể nói là không quốc gia nào lúc bấy giờ mà nó gọi là trả thù quá khứ, đúng không ạ? Như Hàn Quốc để mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa nó điên rồ cái mức độ như vậy, dẫn tới việc là nó không chỉ đạo cho toàn thể quốc gia mà nó đã ưu ái và phân bổ nguồn lực cũng như che chở cho các cái tập đoàn che bôn đó, thì nó mới tạo ra những kỳ tích sông Hàn, rồi kỳ tích kinh tế mang tính chất tập trung như vậy. Chính phủ làm việc chặt chẽ với lại các gia đình của các chaebol lên các kế hoạch, từ các vấn đề tuyển dụng, các vấn đề cạnh tranh nước ngoài, thuế quan ra làm sao, đảm bảo các khoản vay, đến kể cả từ các quốc gia thông qua chính phủ rót vào các nhà máy xí nghiệp của các tập đoàn, rồi xây dựng nhà máy khu vào, lô đất ra làm sao, chính sách của nhà nước ủng hộ việc giảm thuế xuất nhập khẩu như thế nào, vân vân, để mà những cái tập đoàn này nó đã có thể nói là vượt xa nhanh trong cái chuỗi cung ở trên toàn thể cái nền kinh tế của Hàn Quốc, cũng như là nó cũng vượt luôn cả các công ty nước ngoài. Và rồi sau đó chúng ta thấy rõ ràng là vào những năm 2000, đúng không ạ? Lúc bấy giờ thì chúng ta vẫn còn thấy nhiều hàng Nhật, màn hình Nhật, loa Nhật, đài Nhật, tủ lạnh, tivi, cái gì cũng Nhật. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy sang thế kỷ 21 rồi thì bắt đầu từ những năm 2000 mấy cho đến bây giờ thì hàng của Hàn Quốc, những hàng dân dụng đấy nó đã bóp chết hàng Nhật rồi. Và Nhật thì điện thoại chả còn cái nào, nhưng mà Hàn Quốc thì bây giờ nó hàng đống điện thoại, đúng không quý vị? Còn chỉ riêng điện thoại Samsung của nó thì thống trị không chỉ ở châu Á, khắp nơi trên thế giới luôn. Xe của nó thì những cái con xe ngày xưa bỏ đi như là con xe Samsung, Hyundai có một thời cũng chết dúi, rồi cái xe Kia thì cũng là dạng xe đồng nát. Thế bây giờ thương hiệu Kia đã trở thành một trong thương hiệu bị yêu chuộng hàng đầu ở châu Âu và nước Mỹ, đúng không ạ? Xe Samsung thì chúng ta cũng biết những con Túc Sơn, rồi những cái con gì Santa Fe vân vân, rất nhiều. Nói chung là hàng của nó bây giờ, hàng Hàn Quốc thì nó không quá đỉnh, nhưng mà nó bền thì nó cũng rất là bền, và nó dùng thì cũng rất là tốt, mẫu mã thì nó cải tiến nhanh, hàng nó rẻ, đúng không ạ? Cho nên chúng ta thấy không? Đấy, nó vượt qua. Và hồi xưa tôi từng nói quý vị, hồi những năm 2000 mấy tôi chơi với mấy cái thằng Hàn Quốc, nó toàn con cháu mấy cái che bôn này. Tất nhiên là con cháu cũng đầy XYZ rồi, nhưng mà nó toàn vỗ ngực, nó bảo là đất nước của chúng ta nó có một cái mối hận. Đấy, và bây giờ thì chúng ta không thể nào đánh sang xâm lược Nhật được. Chúng ta cũng không thể đánh Trung Quốc được, mà chúng ta sẽ vượt qua Nhật, Trung Quốc bằng các lĩnh vực kinh tế. Đấy, và đặc biệt là Nhật, bởi vì Nhật chính là kẻ thù của Hàn Quốc ngày xưa. Đấy, cho nên là chúng ta thấy nó rất là căm hờn, nó chút căm hờn vào sản phẩm, đúng không ạ? Và Hàn Quốc nó rất là máu lửa. Chúng ta thấy một điểm rằng là cái thời điểm mà người Nhật Bản bây giờ đã an phận với những cái loại giải trí ten, đúng không ạ? Đi vào thâm sâu, rồi đi trà đạo, trà điếc, rồi là chuyện XYZ. Thì lúc bấy giờ Hàn Quốc nó hừng hực, nó máu chiến như vậy. Thì chúng ta thấy là, và tất cả nó đều bám theo cái sự phát triển của các chaebol của Hàn Quốc thôi. Bây giờ thì năng lực cạnh tranh của Samsung thì có thể nói nó là bá đạo rồi, đúng không ạ? iPhone hay phiếc Apple còn phải run sợ. Xe của nó thì nói thật ra thì xe Hàn thì chưa thể bằng được xe Nhật. Nhưng mà nếu mà nhìn xét trên khía cạnh kinh tế đấy, trên toàn các lĩnh vực thì nó cũng chẳng thua kém gì. Các thương hiệu của nó bây giờ nó cũng đắt đỏ. Ý nói là đắt đỏ thương hiệu chứ không phải là cái xe nó đắt, đúng không ạ? Nhưng mà con xe của nó thì cũng đắt chả kém gì. Ví dụ như những cái con Honda tốt như CRV hay là Toyota Crossover vân vân, thì nó cũng có những cái con cạnh tranh của Hàn ngang cơ, chả kém gì cả. Những dòng xe Kia Sportage tiếc ấy, đúng ạ, trông nó cũng long lanh đáy nước in trời. Vâng, nói tóm lại là nói chính thức, Hàn Quốc đã vượt qua Nhật để trở thành một cái nền kinh tế tiêu dùng cạnh tranh, đúng ạ, vâng, rất cạnh tranh. Tất cả bởi vì từ thời ông Park Chung-hee cho đến bây giờ, Hàn Quốc đều rất ưu tiên cho các chaebol, tức là các tập đoàn theo gia đình siêu to khổng lồ. Đấy, và ở Hàn Quốc nó đâu đấy nó khoảng độ chục cái thằng như vậy trong các ngành nghề. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là ở Hàn Quốc nó có một cái mô hình kinh tế mà đã tạo ra cái sự thần kỳ. Trong đó phải nói đầu tiên đã mình phải nói tới là Hàn Quốc nó rất là nuôi máu trả thù quá khứ, đúng không ạ? Thứ hai nữa là cái mô hình kinh tế mà nó thể hiện một cái quan hệ rất là mật thiết giữa chính phủ và doanh nghiệp. Đấy, chính phủ và doanh nghiệp, nhưng mà doanh nghiệp lại gia đình. Cho nên nó không bị tản mát. Ví dụ như chúng ta phải làm việc với hàng triệu doanh nghiệp, nhưng mà Hàn Quốc nó chỉ cần làm việc với lại 10 cái thằng đầu sỏ thôi, đúng không ạ? Nó đã thông suốt tất cả mọi thứ rồi. Cộng với lại cái máu làm ăn của Hàn Quốc như vậy, nó đã biến Hàn Quốc trở thành cái Hàn Quốc rất nghèo khổ, trở thành cái Hàn Quốc của ngày hôm nay. Và cũng không thể loại bỏ yếu tố là Mỹ và Hàn Quốc cũng ký những hiệp ước phòng thủ đồng minh, đúng không ạ? Cho nên là mặc dù thì họ nằm sống dưới họng súng của Triều Tiên, nhưng mà cơ bản đất nước họ cũng đã hòa bình, an ninh suốt mấy chục năm nay rồi. Nó cũng chỉ là những cái lời ra tiếng vào thôi. Cho nên nó cũng không có bất kỳ một cái gì đấy mà nó khiến cho nhiều quốc gia khác phải bận tâm rất nhiều. Ví dụ như là các quốc gia khác thì họ sẽ phải rất lo về việc là đầu tư cho ngành công nghiệp, quốc phòng, rồi đầu tư cho vấn đề an ninh này nọ, đúng không ạ, rất nhiều. Thế nhưng mà Hàn Quốc không những là nó không quá phải lo cho việc đấy, mà bản thân cái chính cái ngành đấy của nó là một cái ngành nó cũng rất sáng tạo để nó tạo ra được những cái loại vũ khí vân vân, mà trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu. Cũng là bởi vì cái quan hệ của nhà nước với doanh nghiệp và dưới một cái ô, đúng không ạ, ô an ninh của người Mỹ. Cho nên là yếu tố Hàn Quốc thì thứ nhất là nội địa, nhưng yếu tố người Mỹ mang lại thì cũng có thể nói là không phải yếu tố quyết định, nhưng cũng không hề, cũng rất là quan trọng. Hàn Quốc thì trải qua một cái thời độc tài dưới thời Park Chung-hee, cho nên là đất nước nó rất là kỷ cương. Độc tài quân sự đấy, đúng ạ, rất là kỷ cương, rất là phép tắc. Bây giờ mà Hàn Quốc ấy, mình mấy ông người Việt Nam sang Hàn Quốc, sang Việt Nam mình thì vỗ vai, vỗ tay, vỗ chân. Chứ còn ở Hàn Quốc ấy mà đi cộng với lại mấy trưởng phòng thuê trước ấy, đúng ạ, mà chỉ cần đi quá vai trưởng phòng thuê thôi là không khéo là vâng, ăn chửi xong rồi ăn giấy đuổi việc ngay tại chỗ. Trưởng phòng thuê, chủ tịch thuê. Và tất cả những yếu tố đó thì cộng với cả yếu tố vốn Hàn Quốc nó tôn ti trật tự khổng giáo như chúng ta đã nói, đúng không ạ? Tôn ti trật tự và cái máu làm việc, cái gọi là đạo đức kỷ luật làm việc ấy, nó phải mình phải gọi đạo đức của các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Sinh ấy, đúng không? Là đạo đức làm việc nó thúc đẩy rất nhiều. Đấy, có nghĩa là một cái quốc người sinh ra trong cái trời đất làm việc học hành tử tế mà không thành đạt thì có nghĩa rằng là một cái nỗi nhục giữa trời đất, nỗi nhục cho dòng họ, gia đình vân vân. Cho nên là thằng nào cũng phải cắm đầu vào làm, đúng không ạ? Đấy, nó dẫn tới cái sự, cái đấy nó quan trọng lắm quý vị ạ, nó mới dẫn được tới đột phá. Thế còn chúng ta nhìn lại xem, Nga nhìn lại xem các quốc gia ở vùng Caribe, các quốc gia ở vùng Nam Mỹ, đúng không ạ? Thì làm gì có quốc gia nào có những yếu tố như vậy đâu. Không được nhận được một cái sự đầu tư đúng mức của người Mỹ, cũng không có những văn hóa làm việc, cũng không có cái sự thúc đẩy của chính phủ, liên miên đảo chính, xung đột, tranh giành này nọ vân vân. Và chúng ta cũng biết cái đó cũng không phải là một cái yếu tố gì quá lạ, bởi vì là chỉ có Hàn Quốc với Nhật mới được Mỹ ưu tiên như thế thôi, ở cái khu vực châu Á Thái Bình Dương. Còn các quốc gia khác như Philippines thì đâu có được. Thì cho nên là các quốc gia ở vùng châu Mỹ Latin cũng chả lý do gì, không có kẻ thù nào lớn. Chẳng may sau này Brazil trở thành một kẻ thù của Mỹ mà mạnh không kém gì Trung Quốc, thì lúc bấy giờ chắc chắn là sẽ có quốc gia khác Mỹ sẽ bơm lên để làm đối trọng, đúng không ạ? Nhưng mà tạm thời bây giờ không có, thì cho nên tất cả những quốc gia đấy sẽ trở thành những kẻ lót đường, và càng hỗn loạn, nghèo bao nhiêu thì càng dễ nắm gáy bấy nhiêu. Còn bây giờ nếu Mỹ mà làm Hàn Quốc nghèo khổ thì chắc chắn là Hàn Quốc họ sẽ quay sang đi theo Trung Quốc, như vậy là Mỹ teo ngay. Thế nhưng mà chúng ta phải nhìn thế này nhé. Ngày hôm qua tôi nhìn trên đài truyền hình ấy, là Hàn Quốc họ bảo là chính phủ của họ bây giờ đưa cái chương trình đấu tranh chống tự tử vào là một chương trình học hành và toàn dân bắt buộc phải theo đuổi. Khi mà tỷ lệ tử vong do tự tử Hàn Quốc cao nhất thế giới, thì cái điều này nó cũng nói lên một vấn đề, đúng không ạ? Đó là đấy nó chính là cái giá phải trả cho cái kỳ tích kinh tế. Và cũng là một nguyên nhân để mà Hàn Quốc tạo ra kỳ tích kinh tế như vậy. Đúng không ạ? Đúng không quý vị? Chỉ có như vậy, vì nó làm quên chết, bởi vì nó không chết vì làm thì nó chết vì nhục, cho nên nó làm. Đúng không quý vị? Cho nên nó căng thẳng và cuối cùng nó vẫn chết, bởi vì là sau đó căng thẳng quá đi tìm tới cái chết. Ngoài ra thì Hàn Quốc có rất nhiều sức ép khác mà người ta chú trọng nhiều tới cái sự phồn thịnh chung của xã hội, đúng không ạ? Nhưng mà có những cái mảng mà nó sẽ bị phớt lờ đi rất nhiều, bởi vì cái đấy nó không đóng góp gì. Đại khái là Hàn Quốc cái xã hội nó rất là tàn nhẫn, chứ nó không phải đơn giản đâu. Mình nói cái từ tàn nhẫn hay lạnh lùng ấy, đấy ạ. Có nghĩa là ví dụ như tỷ lệ tử vong thì rất cao, đúng không ạ? Và để rất lâu rồi. Và tỷ lệ nghèo đói trong những cái người già ấy, tức người mà không còn tạo ra của cải vật chất, nó rất cao, nó phải đến hơn 50%. Tức là người ta không được chăm sóc xã hội tốt cho những cái tầng lớp như vậy. Hay nói đúng hơn là Hàn Quốc phát triển được cũng nhờ một cái sức ép khủng khiếp, đúng không ạ? Sức ép xã hội khủng khiếp lên đầu của những người dân, cho nên họ đã tạo ra cái kỳ tích. Đấy, thì chúng ta có thể thấy có rất nhiều lý do. Nhưng mà lý do hàng đầu ấy, thì chúng ta có thể thấy lý do hàng đầu và lý do mà nó mang tính chất là thâm căn cố đế vào xã hội thì nó phải là cái tố chất của người Hàn Quốc, đúng không ạ? Trong đó có tố chất liên quan tới bản thân là cái kỹ năng tố chất của dân tộc của họ cũng có. Thứ hai nữa là cái tố chất hăng say làm việc, chịu sức ép làm việc, rồi là không làm việc mà không ngóc đầu lên thì chết vì nhục, đúng không ạ? Đấy, có thể là tôi tưởng tượng rằng là những cái bậc cha mẹ Hàn Quốc nói rằng là mày mà không giàu hoặc là mày không thành công thì mẹ tao chết vì nhục cho mày xem, ví dụ vậy. Ở Việt Nam mình hay có cái câu là con mà không lễ phép ấy thì người ta cười vào mặt bố mẹ. Đấy, cái kiểu như vậy. Còn ở Hàn Quốc thì mình không biết nhưng mình tưởng tượng ra, đúng không ạ? Bậc cha mẹ. Mà thực ra là trên phim Hàn Quốc nó có rất nhiều cái cảnh kiểu như vậy đấy. Tất nhiên nó không chính xác như vậy, nhưng ý nói mình xem phim mình thấy nó có một cái sức ép từ cái đời trên đến đời cuối, đúng không ạ? Bắt buộc các cái dòng nam thanh nữ tú tuổi trẻ là phải tìm cách để tiến thân. Nếu không thì sẽ mang cái nỗi nhục cho chính mình và cho xã hội và cho gia đình. Vấn đề thứ hai tôi nghĩ rằng quan trọng không kém nhưng mà nó ở khía cạnh khác, đúng không ạ? Đó là cái khía cạnh chính sách, kinh tế, quan hệ mật thiết, xây dựng xung quanh quan hệ mật thiết giữa chính phủ và các tập đoàn gia đình. Mà chỉ cái thời nó khởi điểm là thời ông Park Chung-hee, khi mà ông ấy là độc tài trong suốt gần 20 năm thì nó mới làm được thôi. Chứ hồi đấy mà đã dân chủ thì chắc chắn cũng rất là khó làm, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng thời độc tài đấy là thời mà Hàn Quốc đã từ một cái quốc gia nó cực nghèo để mà nó trở thành một cái kỳ tích kinh tế. Và thứ ba nữa thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là có cái sự vai trò của người Mỹ, đúng không ạ? Khi mà Mỹ đã đầu tư rất nhiều vào Hàn Quốc, rồi là đã che chắn Hàn Quốc và ưu tiên chính sách phát triển cho Hàn Quốc. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị một đêm ngon giấc.